Chào các bạn Các bạn đang nghe bộ truyện Linh dị Cửu Long Chéo Quang của tác giả Vũ Độc Linh Hồn Bộ truyện được chuyển thể phun trọn bộ thành truyện audio trên kênh youtube Thích Nghe Truyện 247 Trong quá trình dịch thuật và chuyển đổi, đôi khi vẫn có một số lỗi nho nhỏ, nên các bạn chú ý trước khi nghe nhé Nếu thấy hay, các bạn hãy cho mình xin 3 giây để nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé Xin cảm ơn chương 159, đẩy lùi u ám một Không ai ngờ rằng tôi lại gây náo loạn ở chợ quỷ, đến Phật gia còn không nghĩ đến nữa kia. Về phần đạo sĩ trẻ xuất thân từ yêu tộc kia, hắn nhìn tôi với vẻ mặt đầy chấn kinh. Con đường này của chợ quỷ Kim Lăng không quá dài, bởi vậy, lúc thanh kiếm Pháp sư trai chám trong tay tôi bạo phát kiếm quang, cơ hồ tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy. Tên quỷ thu sau khi bị chặt đứt cắt tay cũng không chết ngay lập tức mà nằm trên mặt đất kêu gào thảm thiết. Chủ quầy bán âm hồn cho quỷ tu và tên đàn ông trung niên kia là người có vẻ mặt khó coi nhất, bởi lẽ hai tên đó chính là khách quen của hắn. Bất luận các hạ có thủ oán gì với bọn họ, cũng không nên giải quyết ở chợ quỷ chứ. Chủ quầy nhìn tôi chầm chầm nói, quy định ở chợ quỷ không nhiều, trong đó có một quy định là bất kỳ ai cũng không được gây sự tại chợ quỷ, nếu không sẽ bị tất cả mọi người liên thủ truy sát. Bởi vì chợ quỷ chỉ nói đến lợi ích, không bàn về đạo nghĩa, việc gây rối phá hoại trật tự ở chợ quỷ sẽ bị tính là xâm phạm lợi ích của tất cả mọi người. Tôi và bọn họ không thù không oán, chẳng qua chỉ là không thể đứng nhìn bọn người xấu xa thế thôi. Tôi nói, sự tồn tại của chợ quỷ đã được đạo môn ngầm chấp thuận, thiên đạo không can thiệp, âm ti không quản. Ta không cần biết người rốt cuộc có lai lịch như thế nào, nếu như đã dám làm loạn ở chợ quỷ thì hôm nay chính là ngày chết của ngươi. Ra tay đi, lệnh của tên chủ quầy vừa hạ, hai luồng sát khí hung hãn liền truyền tới từ trong đám đông có thể kinh doanh lớn như thế này chắc chắn trong tối có người bảo vệ chỉ là tôi không ngờ rằng kẻ bảo vệ cho tên chủ quầy căn bản không phải là con người đúng là có một nam và một nữ nhưng lại là một cương thi và một con quỷ đôi mắt của cương thi nam đỏ rực như lửa toàn thân dân trào huyết khí không biết tên cương thi này đã hút bao nhiêu máu tươi mà nay đã có thể tu luyện thành cương thi máu nếu đem cấp bậc thấp nhất của cương thi so với thế giới thông linh của đạo môn thì tên cương thi máu này chính là cảnh giới chân khí hơn nữa nó còn khó đối phó hơn so với những cao thủ chân khí thông thường, do cương thi máu mạnh vô cùng, tốc độ cực nhanh, toàn thân của hắn đao kiếm không thể đâm, nước và lửa bất khả xâm phạm, bùa chú bình thường đối với hắn mà nói chính là vô ích. Muốn đối phó với cương thi máu, chỉ có thể dùng lôi pháp trí cương chí dương chém nứt vạn điều tà ác của nó mới được. Người nữ còn lại là một bộ xà cốt, tôi đã từng thấy nó trong cửa hàng vàng mã của sư mẫu, chỉ là vị trước mắt tôi đây là hàng thật nha. Xà cốt quyến rũ và nham hiểm trên hai cánh tay là hai con rắn độc, một đỏ một xanh. vảy của rắn độc lấp lánh và sắc nhọn, con rắn dài đến nửa thước, răng nanh độc u ám đáng sợ. Bị con rắn nhìn chừng chừng thật khiến người ta sởn ra ốc mà. Bản lĩnh của xà cốt đều đặt trên hai con rắn đó, rắn xanh có tính ăn mòn rất mạnh, chỉ cần dính vào da thì thịt sẽ thối, xương sẽ bị ăn mòn. Độc của rắn đỏ thì có hoạt tính mạnh nhất, nếu chất độc dính vào máu sẽ trực tiếp đi thẳng vào tim. Độ nguy hiểm không hề kém cạnh cương thi máu đâu. Cương thi máu và xà cốt vừa xuất hiện, những người đang vây quanh tôi lập tức tránh xa. Đạo sĩ trẻ xuất thân là đại yêu rõ ràng cũng nhận thức được mối nguy hiểm này, hắn nhìn tôi thật sâu rồi đứng sang một bên che chở cho Phật ra. Thân pháp của cương thi máu như điện, hắn gầm lên một tiếng hướng tôi mà vồ tới. Tôi không tránh không né, ngay khi hắn sắp vồ lấy cơ thể tôi, giải phóng chân khí, xuất ra một ảo ảnh. Tuy chiến lực của cương thi máu mạnh nhưng trí khôn lại kém, Mãi đến khi hai tay hắn xé ảo ảnh của tôi ra thành những mảnh nhỏ mới phát hiện ra có điều bất ổn. Mà lúc đó tôi đã đến sau lưng hắn, kiếm khí dung hợp với sát ý và chân khí lưu chuyển trên thân kiếm, tôi chém một đạo kiếm vào gáy của hắn dễ như trở bàn tay. Chỉ nghe bang một tiếng, cái đầu to lớn của cương thi máu bay vút lên cao, miệng phun ra một ngụm máu tươi như pháo hoa nở rộ vậy. Mãi cho đến khi máu tươi đã cạn kiệt, cơ thể của cương thi máu mới không cam tâm mà rơi huỳnh xuống đất. Tôi không biết lôi pháp, nhưng tôi lại sở hữu kiếm khí. Kiếm khí khi đã tu luyện đến trình độ cao nhất thì sức mạnh vô song, tốc độ không thể phá được đâu. Tuy kiếm khí của tôi còn non nhưng cũng không phải là thứ mà cương thi máu có thể tiếp chiêu được, ít nhất phải là cảnh giới thi vương mới hy vọng làm được điều đó. Sa cốt lúc đầu lo ngại thân pháp của cương thi máu nên không cùng lúc ra tay, đến khi cương thi máu ngã xuống đất rồi mới dám xông về phía trước. Ngay khi cô ấy niệm thần chú, hai con rắn một trái một phải liền bay về hướng tôi chưa đến gần mà đã cảm nhận được luồng gió tanh phả vào mặt. Tôi biết hai con rắn này cực độc, ngàn vạn lần không được để chúng đến gần. Trước đó, khi tôi giết cương thi máu, nội lực của kiếm khí bị che giấu trong thân kiếm, khiến người ngoài không thể phát giác được. Lúc này, tôi không thể lại che giấu nó nữa, thanh kiếm pháp sư trai chám phát sáng, một đạo kiếm khí hình vòng cung quét qua hai con rắn kia. Tuy hai con rắn đó có phải, nhưng khả năng phòng thủ lại kém xa so với cương thi máu. Sau khi bị kiếm khí quét qua, mỗi con đứt làm đôi và rơi xuống đất. Xà cốt đau lòng không thôi, phát ra một tiếng kêu kỳ quái, sau đó mặt mày giữ tợn lao về phía tôi. Không có rắn độc làm chỗ dựa, xà cốt lao qua đây chỉ có chết mà thôi, tôi lại không tránh né, một kiếm chém xuống chắn cô ta, phá tan linh thức của ả. À. Sau khi linh thức bị phá tan, cơ thể cõi âm của cô ta không còn tồn tại, hóa thành làn khí đen tan vào không gian đất trời. Chương 160, đẩy lùi u ám 2. Bất luận là cương thi máu hay xà cốt, đều không phải là thứ mà người tu hành bình thường có thể nuôi dưỡng thành, nó tốn quá nhiều tâm huyết, có thể so sánh với việc chế tạo ra vũ khí ma thuật hàng đầu đạo môn. Hai bọn họ đều bị tôi dùng kiếm khí tiêu hủy, chủ quầy lập tức bày ra dáng vẻ tuyệt vọng muốn chết đi được. Chỉ là dường như hắn ta đến hiện tại vẫn chưa hiểu rõ đã xảy ra chuyện gì, chỉ la hét ầm ý, hắn ta làm loạn ở chợ quỷ, các người tại sao lại không động thủ hả? Có người muốn ra tay với tôi nhưng lại bị một bà lão chống gậy, mặc áo đen ngăn lại có thể nhìn ra được, người ở nơi này rất kính trọng bà lão, bà ấy vừa xuất hiện, ánh mắt của tất cả mọi người đều dán chặt lên người bà, giống như vừa tìm thấy người tâm phúc của mình vậy. Âm phong bà bà à, người này ở chợ quỷ làm loạn, lại còn giết chết cương thi máu mà tôi đã hy sinh nửa cuộc đời, phá hủy cả linh thức của xà cốt, bà phải làm chủ cho tôi à nha. Chủ quầy nói, nào có ngờ vị âm phong bà bà này còn không thèm liếc nhìn hắn ta một cái, đi đến trước mặt tôi, cúi đầu thật sâu, lên tiếng hỏi dám hỏi đây có phải là tạ tiên sinh không bà biết tôi sao tôi hỏi ngược lại tôi không biết cậu nhưng tôi biết kiếm khí mà cậu dùng trong đạo môn ở thời đại mạt pháp người tu hành sát kiếm cực kỳ ít gặp qua kiếm khí lại không có mấy người cũng chỉ có những người xuất thân từ những đạo thống lớn mới có thể nhận ra kiếm khí mà thôi ở chợ quỷ kim lăng cá rồng lẫn lộn người xuất thân từ đạo thống lớn lại không nhiều do đó cho dù tôi dùng kiếm khí chém giết hai con rắn của xà cốt đại đa số những người ở đây vẫn không đoán ra lai lịch của tôi. Vừa nghe âm phong bà bà nói ra thân phận của tôi, nét mặt cũng những người ở chợ quỷ liền chấn kinh, tiếp đó là bày ra vẻ mặt phức tạp khó nói. Ở chợ quỷ gây phẫn nộ, bọn họ đương nhiên sẽ không muốn bỏ qua cho tôi. Tuy nhiên muốn bọn họ động thủ với đệ tử chân truyền của Khương Tuyết Dương thì thực sự không ai có dũng khí đó. Huống chi bản thân tôi căn bản cũng không dễ động vào. Nếu như bà đã đoán ra tên của tôi, thì có lẽ cũng đã biết tôi đến đây để làm gì rồi nhỉ. Nói xong, tôi không có ý định bỏ qua cho tên chủ quầy mà bước về phía hắn. Cả chợ quỷ kim lăng này, hắn ta chính là kẻ làm ăn phát đạt nhất, cũng chính là kẻ ác độc nhất. Ở tù âm trận của hắn không có bất cứ ngoại lệ nào cả, toàn bộ đều là anh Linh và Diễm Quỷ, mà tôi cũng đã chứng kiến số phận của những anh Linh và Diễm Quỷ này rồi. Giải thích từ anh Linh tức là linh hồn của trẻ nhỏ. Hết giải thích, lúc này tên chủ quầy cũng định thần lại rồi, biết mình đã đụng phải người không nên đụng. Không còn tâm tư lo nghĩ về cái chết của cương thi máu và xà cốt nữa, hắn bắt đầu lo lắng cho tính mạng của mình, ánh mắt cầu cứu nhìn về âm phong bà bà. Tạ tiên sinh, cậu có thể giết quỷ tu và kẻ ác kia, nhưng cậu không thể giết hắn ta được, nếu không thì Khương Hành Tẩu cũng không bảo vệ được cậu đâu. Âm phong bà bà nói, ô, tại sao, trợ quỷ là được đạo môn ngầm đồng ý mà tồn tại, thiên đạo không can thiệp, âm ti không quản. Cậu vì vương gia suốt đầu lộ diện, Khương Hành tàu có thể bảo hộ cho cậu, nhưng nếu như cậu vì âm hồn mà xuất đầu lộ diện thì chính là đối đầu với thiên hạ đạo môn đấy. Âm phong bà bà vừa dứt lời, những người ở chợ quỷ đã nháo nhào lên tiếng hùa theo. Âm phong bà bà nói đúng đó, người tuyệt đối không được giết hắn ta, càng không nên xuất hiện ở chợ quỷ. Vốn dĩ âm hồn đã không nên lưu lại trên thế gian, suy cho cùng thì nhân gian là thế giới của người sống mà. Tạ đạo hiếu, chuyện ở chợ quỷ cậu vẫn là không nên nhúng tay vào, tránh làm khó tôn sư nếu như ngươi nhất quyết ra mặt vì âm hồn hành sự chẳng khác gì người trong ma đạo thì đạo môn không dễ chấp nhận ngươi đâu ma đạo hữu giáo vô loài pháp truyền lục đạo lúc đầu trong phạm vi ảnh hưởng của ma đạo không tồn tại chợ quỷ tôi trầm mặc một lúc cuối cùng buông bỏ ý định giết chết tên chủ quầy kia hiện tại khương tuyết dương đang tranh đấu với phủ thiên sư tôi không thể cản chân cô ấy được huống chi lúc này cũng chưa phải là cơ duyên để ma đạo tái xuất nhưng nhìn thấy những âm hồn khổ sở và những yêu thú đang run rẩy trong chợ quỷ nếu như từ bỏ lúc này, tôi thật sự không cam lòng, cuối cùng nhờ Phật ra bỏ tiền mua lại toàn bộ những âm hồn và yêu thú bị giao dịch trong hôm nay rồi phóng sinh họ. Có những việc, một người không thể làm được, nếu không thì ma đạo tổ sư đã không tạo ra ma đạo. Lúc đầu, tôi đối với ma đạo chỉ là sự tôn trọng, tôn trọng giáo nghĩa của họ, cho dù tôi có mang mệnh cách thất sát tôi cũng chưa từng nghĩ đến sẽ làm bất cứ việc gì cho sự trở lại của ma đạo cả. Ý định ban đầu của tôi là vì thùy họa, tôi không muốn để cô ấy một mình chiến đấu, mà hiện tại, chứng kiến sự thống khổ của những âm hồn và yêu thú, đột nhiên tôi có một loại cảm giác về sứ mệnh của mình. Thiên đạo phân biệt cao thấp, cho nên mới ỉ mạnh hiếp yếu. Nhân đạo lại cai quản theo lối vô vi, cho nên mới tồn tại trợ quỷ dơ bẩn. Nhân gian có thể không cần đến một ma đạo tổ sư thứ hai, bởi vì ông ấy quá kiệt xuất, đến thiên đạo cũng không chấp nhận ông. Nhưng, nhất định không thể không có ma đạo được. Chương 161, tỷ muội tình thâm 1. Sau khi rút lui từ chợ quỷ kim lăng âm u ảm đạm, tên đại yêu quái yêu tộc trước sau cứ léo đéo đi theo chúng tôi, nhìn dáng vẻ như muốn đến gần nhưng lại có phần e dè sợ hãi. Thấy vậy, tôi ngừng lại hỏi hắn có muốn tới vương gia làm khách không? Hắn trầm tư đôi chút, rồi gật gật đầu. Đến vương gia, tôi để Phật gia quay về nghỉ ngơi trước, sau đó dẫn hắn vào phòng sách. Nam phương Phật Bắc phương tiên, hồ hoàng bất nhập sơn hải quan, người đến quan nội làm gì? Tôi hỏi, giải thích câu Nam phương Phật Bắc phương tiên, Hồ Hoàng bất nhập Sơn Hải quan nghĩa là phương Nam thuộc về Phật giáo, phương Bắc là lãnh địa của Đại Tiên, Đại Tiên không được vượt qua Sơn Hải quan chạy về phía Nam, quan nội chỉ miền Tây Sơn Hải quan, Trung Quốc. Hết giải thích, ngươi nói sai rồi, ta tuy rằng đến từ quan ngoại, nhưng không phải giã tiên đâu. Vậy ngươi là cái gì vậy? Tôi có chút hiếu kỳ, ta là hồ tộc Thanh Khâu, trên người đang chảy huyết mạch của cửu vĩ hồ. Tôi sừng sốt một phen, bởi vì tôi không ngờ đến tận bây giờ mà vẫn còn tồn tại tộc nhân hồ tộc Thanh Khâu. Ma đạo hiếu giáo vô loài, ban đầu hơn một nửa yêu tộc đều tôn thờ giáo nghĩa của ma đạo, hồ tộc Thanh Khâu cũng gia nhập ma đạo từ sau khi ma đạo được sáng lập, trong trận chiến phong thần, toàn bộ hồ tộc Thanh Khâu đều tham chiến. Đợi đến khi chiến tranh giữa các vị thần kết thúc, hồ tộc Thanh Khâu bị nhân đạo thanh trừ, bất hạnh gặp phải tai họa diệt tộc. Đến khi bắt đầu bước vào thời đại mạt Pháp, giã tiên ở quan ngoại đã không còn tin tưởng giáo lý ma đạo nữa, mà tự lập nên một phái, trực tiếp nhận được sự bảo hộ của yêu hoàng nữ oa nương nương bây giờ trên thế gian vẫn còn có hồ tộc thanh khâu sao ta lại chưa từng nghe nói qua tôi hỏi con bọn ta ẩn cư ở trong thế ngoại đào nguyên tại một nơi có thần niệm hồ tộc thiên tôn bảo hộ thiên cơ bất khả lộ thế nhân không có ai phát hiện ra đâu thế bây giờ ngươi tới quan nội làm gì chứ bởi vì vị hồ tộc thiên tôn bảo hộ bọn ta xảy ra chuyện rồi bắt đầu từ hai năm trước tộc nhân bọn ta đã không thể nào cảm nhận được thần niệm của ngài ấy nữa tộc nhân phái ta nhập thế chính là để điều tra tin tức của vị thiên tôn đó ngươi nói chuyện này đã xảy ra hai năm trước ừ cụ thể là vào ngày nào hình như vào tiết hạ nguyên tôi bắt đầu trầm mặc hồi tưởng lại trận chiến đàm cửu long vào hai năm trước đêm hôm đó thùy hỏa thức tỉnh mệnh cách phá quân một mình chiến đấu với quần hùng đạo môn thà chết chứ không chạy thoát ma đạo không tiếc hy sinh một vị thiên tôn để trả giá sao trời giáng xuống như mưa bảo toàn mạng sống của cô ấy cái chết của thiên tôn khiến vô số người rơi lệ Tuy nhiên, không ai biết rốt cuộc là vị ma đạo thiên tôn nào rơi xuống. Bây giờ nghe đại yêu hồ Thanh Khâu này nói, tôi mới biết thì ra người đã hy sinh đó chính là thiên tôn của Hồ tộc Thanh Khâu. Ma đạo là nhân tài mới nổi, trừ sát phá lang, khi cuộc chiến phong thần nổ ra thì chỉ có 5 vị thiên tôn tham chiến. Trong đó, Huyền Cơ Dương sát hách liên thiên tôn tử trận, Nam Hải vô cực thiên tôn cũng hy sinh, chỉ còn lại 3 vị thiên tôn vẫn sống sót và đang ẩn náu. Mà vị thiên tôn của Hồ tộc cũng chính là một trong ba vị ma đạo thiên tôn còn sót lại. Trong tàng kinh, miêu tả liên quan đến Hồ tộc Thiên Tôn không nhiều, những gì tôi biết về ngài ấy đều do Khương Tuyết Dương nói cho tôi nghe mà thôi. Ban đầu, Ma đạo tổ sư pháp truyền lục đạo, đi qua lãnh địa của Hồ tộc Thanh Khâu thì bắt gặp một con Bạch Hồ. Bạch Hồ vốn dĩ trên người đã có tu vi, nghe đạo tổ truyền đạo ba ngày xong, đạo hành tăng cao vượt bậc, nên muốn mượn sức mạnh ngôn linh của đạo tổ mà hóa hình thành người. Động vật tu hành mới đầu đều nằm trong nội đan nội đan luyện thành xong liền có thể hóa hình thành người đặt nền móng nhân loại mới có được huyền quan nếu không chỉ dựa vào nội đan thì tuyệt đối không thể nào hợp đạo được bạch hồ này toàn thân trắng như tuyết đạo tổ trong lòng rất yêu thích lấy sức mạnh ngôn linh giúp cô ấy hóa thành người xong liền hỏi cô ấy có tên không bạch hồ nói tộc nhân chỉ gọi cô ấy là tiểu bạch đạo tổ cười lớn hỏi cô ấy có đồng ý để ông ta đặt cho một cái tên hay không mà đạo tổ sư có thân phận như thế nào chứ bạch hồ vội vàng cảm tạ sau đó, mà đạo tổ sư cân nhắc một hồi rồi đọc ra một câu thơ, phảng phất hề nhược khinh vân chi tế nguyệt, phiêu diêu hề nhược lưu phong chi hồi tuyết. Dịch nghĩa, phảng phất như mây che bóng nguyệt phiêu diêu tựa gió như làn tuyết. Ý nghĩa, hình dáng mơ hồ của nàng ấy giống như những đám mây nhẹ nhàng che lấp mặt trăng, và hình ảnh của nàng vô định mập mờ như những bông tuyết bị gió thổi bay. Hồ tộc Thanh Khâu lấy họ là Lưu Phong, mà đạo tổ sư liền tặng cô cái tên Hồi Tuyết. Về sau, ma đạo tổ sư kiến tạo nên ma đạo, Tiểu Bạch Hồ năm đó cũng tu thành đại đạo, dẫn dắt tộc nhân gia nhập ma đạo. Tiếp sau đó, Lưu Phong hồi tuyết đã trở thành Lưu Phong Thiên tôn của ma đạo. Lưu Phong Thiên tôn thân pháp nhanh như chớp, hét gọi trời mây thống soái ma đạo nắm giữa người vạn đại quân yêu tộc. Nhất thân chuyển chiến tam thiên lý nhất kiếm tàng vương bách vạn sư, nghĩa là một thân chinh chiến ba ngàn dặm, từng địch vạn binh chỉ một gương. Trong cuộc chiến phong thần trăm trận không chết, vậy mà nay lại vì phá quân nguyện hy sinh chính mình rơi xuống vào tay thiên đạo. chương 162, tỉ muội tình thâm 2. Tiếp sau đó, tôi liền đem toàn bộ những chuyện đã xảy ra ở đàm cửu long vào tiết hạ nguyên năm đó, đều nói hết với hắn. Trận chiến đàm cửu long đến bây giờ vẫn như cũ là chuyện tuyệt mật của đạo môn, tất cả những người tham chiến đều bị hạ luyện cấm môn, cho dù là người âm có mặt tại hiện trường cũng không dám nhắc đến. Lưu Phong vô tùy rằng đã nhập thế 2 năm, đến nay cũng không hề biết chút thông tin gì về những chuyện xảy ra vào đêm đó nghe tôi kể xong những chuyện ở đàm cửu long lưu phong vũ rơi lệ đầy mặt hôm qua ta thấy ngươi ra tay ác liệt đã cảm thấy ngươi có khí phách không giống người khác nên mới mong muốn kết giao với ngươi không ngờ rằng ngươi với ma đạo ta có nguồn gốc thâm sâu như thế không biết phá quân hộ pháp thiên tôn hiện giờ đang ở đâu đợi khi tinh thần hồi phục lưu phong vũ hỏi tôi đến giờ vẫn chưa có tin tức gì cả phá quân hiện thân không biết tham lang và thất sát đến bao giờ mới có thể xuất thế Lưu Phong vũ thở dài một tiếng nói, có lẽ đã xuất thế rồi cũng không biết chừng. Tôi nói, tôi không nhắc đến Khương Tuyết Dương với hắn, cũng không nói cho hắn tôi đang mang mệnh cách thất sát. Sát phá lang tụ họp, mà đạo quật khởi không thể đảo ngược tình thế, đến lúc đó người của nhân đạo, âm ti, tiên đạo nhất định sẽ toàn lực phong sát. Cho dù tôi biết hắn là người của hồ tộc Thanh Khâu, thì những chuyện này cũng không thể nói cho hắn biết ngay được. Bởi chỉ cần có một chút biến đổi khác thường nào, đều sẽ lập tức sẽ gánh chịu thất bại thảm hại. Trong tương lai, nếu người gặp được phá quân hộ Pháp Thiên Tôn nhất định phải nhớ giúp ta nói với ngài ấy, hồ tộc thanh khâu ba vạn tộc nhân, vẫn luôn bằng lòng tử chiến vì ma đạo như năm xưa. Nếu ngài ấy dơ cao chiến kỳ lần nữa, đệ tử hồ tộc ta quyết dẫn binh lên trước, tuyệt đối không để ngài ấy đơn độc chiến đấu một mình. Lúc thủy Họa đơn độc chiến đấu với đạo môn, tôi ở ngay bên cạnh đó, nhưng mà ngay cả tới khi cô ấy chìm sâu xuống lòng nước, tôi cũng không hề ra tay hỗ trợ một lần nào. Một hồ yêu thanh khâu trước giờ chưa từng quen biết, mà còn có được quyết tâm như thế tôi thân là chồng của cô ấy lại chỉ đứng một bên ngoảnh mặt làm ngơ tuy rằng biết rõ tất cả là vì suy nghĩ cho đại cục nhưng mỗi khi nhớ lại cảnh tượng ngày hôm đó lòng tôi vẫn luôn cảm thấy vô cùng hổ thẹn tối đó lưu phong vũ cũng từ biệt tôi nói là muốn quay về thông báo cho tộc nhân biết về việc thiên tôn đã giáng xuống vài ngày sau khương tuyết dương đến vương gia cô ấy nghe nói về chuyện tôi ở chợ quỷ kim lăng lo lắng tôi sẽ làm ầm ĩ chuyện này lên vì thế đặc biệt tới dặn dò tôi mấy câu khương tuyết dương nói nước của chợ quỷ khá sâu bởi vì trong đạo môn có vô vàn vật liệu pháp khí được sử dụng khi tu hành cùng với thiên linh địa bảo luyện chế đan dược hầu như đều đến từ trong chợ quỷ dù rằng ngày đó ở chợ quỷ tôi không hề làm gì quá đáng cả nhưng cũng đã khiến các đạo chính tông khác bất mãn đến nỗi trưởng giáo toàn chân giáo cũng đặc biệt tìm cô ấy để bàn luận về chuyện này tôi nhắc lại những gì nghe thấy được ở chợ quỷ và cảm nhận trong lòng Khương Tuyết Dương cười nhẹ nói, cậu cho rằng tôi muốn cậu nhập thế chỉ vì để tu luyện sát kiếm thôi sao? Thực ra tâm tư của cậu, tôi hiểu rõ nhất đó. Hiểu rõ điều gì cơ? Tôi hỏi, cho dù cậu biết về khí phách tuyệt thế của Ma đạo tổ sư, nhưng muốn cậu trở thành Ma đạo tổ sư thứ hai, lòng cậu chắc chắn không cam tâm, từ đầu đến cuối chẳng qua cậu chỉ nhớ nhung đoạn tình với Thủy Họa mà thôi. Bây giờ cậu có thể ý thức được nhân gian không thể không có ma đạo, cũng xem như không uổng phí nỗi khổ tâm của vi sư rồi. Sư phụ nếu chúng ta đều cho rằng giáo lý của ma đạo mới tốt nhất vậy tại sao khi tam đạo phân tranh thất bại thương vong ngược lại chính là ma đạo chúng ta cơ chứ vậy tôi hỏi cậu cậu cho rằng ma đạo đã thua ai nhân đạo tiên đạo âm thi ba phương liên thủ sai rồi ma đạo từ đầu đến cuối chưa từng xem ba phương này là kẻ địch hủy diệt ma đạo cũng không phải bọn họ mà chính là thiên đạo ban đầu ma đạo tổ sư không phải được thiên đạo dẫn dắt mới nhập thế truyền đạo hay sao tại sao sau đó chỉ duy nhất thiên đạo là không bao dung được ma đạo chứ vấn đề này ta khuyên cậu mãi mãi đừng bao giờ nghĩ tiếp nữa tại sao chứ sẽ chết đó đợi đến ngày cậu biết được đáp án thì cũng chính là thời khắc thiên cơ sát phạt khương tuyết dương nghiêm nghị nói đợi đến khi khương tuyết dương nói xong những chuyện này tôi liền nhắc tới chuyện của lưu phong vũ biết được vị thiên tôn rơi xuống ngày đó tại đàm cửu long là lưu phong của hồ tộc vốn dĩ khương tuyết dương còn đang cười nói dịu dàng đột nhiên khựng lại đôi chút trầm mặc một lúc lâu mới phun ra một ngụm máu tươi sau đó đau khổ bật khóc bởi vậy nên lúc đầu tôi mới không nói ra chuyện này chính vì lo lắng tâm trạng cô ấy chịu phải đả kích nhưng không ngờ lại đến mức này khương tuyết dương nói với tôi năm đó tại tổ đình ma đạo trong cung vô danh phá quân lạnh lùng kín tiếng không dễ thân thiết với người khác nhưng đặc biệt cô ấy lại vô cùng yêu thương tiểu bạch hồ được ma đạo tổ sư đặt tên này lưu phong thiên tôn đi trên con đường chính đạo phá quân hết lòng chỉ điểm toàn tâm toàn ý dạy dỗ, tỉ muội tình thâm. Kiếp trước, phá quân đơn độc một mình xuống âm ti, Lưu Phong Thiên Tôn vì vướng phải trách nhiệm quân vụ nên không thể giúp đỡ cô ấy. Mà kiếp này, đời thứ 9 của phá quân lần nữa gặp phải kiếp nạn, Lưu Phong Thiên Tôn không tiếc thân mình giáng xuống để trả lại món nợ ân tình tỉ muội của tiền kiếp. Nhìn Khương Tuyết Dương khóc đến mức đó, tôi lại nhớ tới Thủy Hỏa. Nếu như cô ấy biết Lưu Phong Thiên Tôn vì cô ấy mà giáng xuống, không rõ cô ấy sẽ đau lòng đến mức nào. Tạ Lan Chuyện này bất luận thế nào cũng đừng nói với Thùy Hỏa. Nếu cô ấy biết ngày đó hy sinh là Tiểu Bạch Hồ, với tính cách của cô ấy, một khi thức tỉnh ký ức tiền kiếp, chắc chắn sẽ bất chấp tất cả mà trinh phạt đạo môn. Sư phụ, nghe cô nói vậy, lẽ nào đã có tin tức của Thùy Hỏa rồi hay sao? Người đang tìm kiếm cô ấy rất nhiều, đạo môn, âm ti, côn lôn, người âm trong thiên hạ đều đang bí mật truy tìm. Tôi chỉ nghe một lời đồn, có người nói nửa tháng trước từng thấy cô ấy xuất hiện tại thôn Bạch Vụ chương 163, Côn Lôn chọn rể một. Nghe được tin tùy Hỏa từng xuất hiện tại thôn Bạch Phụ, tôi rất muốn về nhà xem thử một chuyến. Tôi biết cậu vẫn luôn nhớ nhung cô ấy, cậu vốn là người của thôn Bạch Phụ, đi một chuyến cũng chẳng có vấn đề gì, nhưng tôi không hy vọng cậu quay về đó. Khương Tuyết Dương nói, tại sao chứ, cậu và cô ấy đã bái thiên địa rồi, bất luận cô ấy có thức tỉnh toàn bộ ký ức về phá quân hay không, tạ ra ở thôn Bạch Phụ vẫn luôn là trốn về của cô ấy, thế nên không biết có bao nhiêu người luôn âm thầm theo dõi ở đó nữa nếu như cậu quay về thì tốt nhất là không gặp lại thùy họa nhưng nếu gặp được rồi đối với hai người mà nói không phải là chuyện tốt lành gì đâu khương tuyết dương nói bây giờ âm ty đang chỉ đạo người đi truy sát thùy họa âm ty và phá quân có mối thủ sâu như biển trận chiến tranh quyền đoạt thế giữa phủ thiên sư và cô ấy làm náo loạn cả đạo môn chuyện gì cũng có hai mặt của nó đạo môn của bây giờ đã đấu không lại âm ty bởi thế nên nếu tôi gặp chuyện, cô ấy hoàn toàn không thể bảo vệ tôi nữa. Vậy đến khi nào tôi mới có thể gặp lại cô ấy? Đến khi nào cậu lấy kiếm nhập đạo, chính là lúc cậu đi tìm cô ấy. Đến lúc đó vợ chồng hai người liên thủ, thời đại mạt Pháp chưa kết thúc, không có ai là đối thủ của hai người đâu. Sư phụ, lấy kiếm nhập đạo thật là quá sức với tôi rồi. Bây giờ là thời đại mạt Pháp, không phải là thời kỳ hỗn loạn của đạo tổ truyền đạo, có thể mang theo kiếm sát phạt tứ phương cho dù tôi có sát tâm thì phải đi đâu luyện sát kiếm đây chứ ở chợ quỷ lộn xộn bẩn thỉu tôi cũng đã bó tay bó chân rồi cuối cùng không thể không chán nản mà rút lui ma đạo không xuất hiện nội chiến giữa khương tuyết dương và phủ thiên sư cũng đang âm thầm chống đối nhau tôi hoàn toàn không có cơ hội xuất kiếm vốn dĩ tôi còn có thể nhờ cậy điều tra tình báo của vương gia thỉnh thoảng tìm được một con quỷ tu luyện tà đạo để giết tế kiếm nhưng kể từ ngày hôm đó ở chợ quỷ vì tôi ra tay ác liệt quá mà giờ tại thành kim lăng đến một tà ma cũng không thấy nữa tôi sầu não chỉ có thể lưu lại vương gia tu thân dưỡng tính cùng phật gia vẽ bổ thôi quan trọng nhất là sát kiếm dựa vào sát tâm mà phát huy không có cách nào nhờ đồng môn đốc thúc để tiến bộ được chỉ có thể nhờ tàn sát sinh tử để nâng cao tạ lan cơ duyên của cậu rất nhanh sẽ tới thôi khương tuyết dương nói tháng sau tiên đạo côn lôn muốn tuyển chọn đạo lữ cho côn lôn tiên tử tại giao trì nhân tài đạo môn trong thiên hạ đều có thể tham gia lần này cô ấy tới tìm tôi trừ việc dặn dò không được náo loạn trợ quỷ ra thì càng là vì muốn nói với tôi chuyện này tổ đình tiên đạo không ở nhân gian mà côn lôn lại luôn luôn duy trì sức ảnh hưởng độc nhất vô nhị trong đạo môn chính là bởi vì mỗi đời côn lôn tiên tử đều chọn chồng trong đạo môn một khi được chọn chúng côn lôn tiên tử sẽ lấy hoa ngũ kim sinh trưởng tại côn lôn tiên thảo linh dược làm của hồi môn hoa ngũ kim chính là vật liệu tốt nhất dùng để chế tạo kiếm pháp sư trai chám của đạo môn mà tiên thảo linh dược trên Tuyết vực Côn Lôn càng là thiên linh địa bảo ngàn vàng khó có được. Bất luận đạo chính tông nào có được hồi môn của tiên tử Côn Lôn, thực lực đều sẽ nhanh chóng tăng vọt, cường thế quật khởi. Hơn nữa vị Côn Lôn tiên tử này còn là xuất giá tòng phu, đối với đạo chính tông mà nói thì đây chẳng khác nào có thêm một cao thủ lợi hại. Tiên đạo Côn Lôn tại sao phải làm như vậy, đây chẳng phải vừa mất phu nhân lại thiệt hại binh sĩ sao chứ? Người của tiên đạo thông minh lắm nha, sao có việc làm ăn thua lỗ được? Cậu có biết mỗi lần Côn Lôn Tiên tử chọn chồng sẽ khiến bao nhiêu thiên kiêu của đạo môn phải chết không? Khương Tuyết Dương nói, các thời đại Côn Lôn chọn rể đều có thiên kiêu của đạo môn oán hận Côn Lôn, lần có nhiều người chết nhất xảy ra trong năm Minh triều tuyên hóa. Vị Côn Lôn tiên tử đời này có dung mạo khuynh quốc khuynh thành, cho dù là thần tiên nhìn thấy cũng không kìm nổi mà động lòng. Lúc đó tổng cộng 136 vị thiên kiêu của đạo môn chết tại Tuyết vực Côn Lôn, trong đó còn bao gồm hai vị thiên hạ hành tẩu, trực tiếp khiến đạo môn hao tổn nguyên khí. Từ bề ngoài thì thấy, côn lôn chọn rể vừa mất phu nhân lại thiệt hại binh sĩ, nhưng mà lấy việc chọn rể nhằm khơi màu nội chiến giữa các đạo môn, đối với cả nhân đạo đạo môn mà nói, không khác gì gặp phải một tai họa cả. Với lại, sức ảnh hưởng này vẫn còn tiếp tục tồn tại đến bây giờ, tỉ như nhân tài của toàn chân giáo bị người của phái Mao Sơn giết chết, vậy thì trong một thời gian dài sau đó, hai phái đều sẽ luôn ở trong thế đối địch với nhau. Nếu đã như vậy, đạo môn dứt khoát không tham gia không phải ổn thỏa rồi sao? Tôi hỏi, lòng người trong đạo môn không giống nhau, cậu không muốn tham gia, người khác chắc gì có cách nghĩ giống cậu đâu. Hơn nữa, cho dù có thể kháng cự lại vẻ đẹp của tiên tử côn lôn, thì liệu ai có thể kháng cự lại phần hồi môn hậu hĩnh trong tay cô ta cơ chứ? Cứ lấy phái giã tiên bây giờ làm ví dụ, phái giã tiên vốn chịu sự quản lý của toàn chân giáo, do đệ tử đời thứ tư tôn thanh tòng của toàn chân giáo phân tách ra. Mới đầu, phái giã tiên vẫn luôn bình đạm tầm thường, trong đạo môn chỉ miễn cưỡng được xem là đạo chính tông bậc trung. Chương 164, Côn Lôn chọn rể 2. Nhưng mà chính bởi vì có một năm trong lần Côn Lôn chọn rể, thiên kiêu của phái Giả Tiên chiếm được mỹ nhân, phái Giả Tiên mới thành công xoay chuyển tình thế, trực tiếp tiến thân được xếp vào hàng một trong Ngũ Đại Đạo Chính Tông. Khương Tuyết Dương nói sức ảnh hưởng của Côn Lôn bây giờ đối với nhân gian đã yếu đi rất nhiều, cũng đã hơn 100 năm không chọn rể trong đạo môn rồi. Đây là vì sao? Tôi hỏi cậu có biết Côn Lôn tiên tử đời trước chọn ai làm cô gia hay không? Khương Tuyết Dương hỏi, "Là ai vậy? Cho dù tôi không nói, thì cậu chắc cũng có thể đoán ra rồi đó." Khương Tuyết Dương mỉm cười, cố làm ra vẻ tò mò nói, "Tạ Lưu Vân, không sai, chính là ông ấy." Khương Tuyết Dương nói, lần côn lôn chọn rể vào khoảng hơn 100 năm trước. Lúc đó chính là thời đại hoa hạ loạn thế, Tạ Lưu Vân vốn dĩ không muốn tham gia, nhưng vì lo lắng chúng sinh trong thiên hạ, không muốn đạo môn trong thời khắc quan trọng này lại lần nữa rơi vào hỗn loạn, nên mới cầm kiếm lên núi Côn Lôn. Tạ Lưu Vân là một nhân vật thế nào chứ, cầm kiếm trận dưới núi Côn Lôn, nhân tài đạo môn trong thiên hạ đừng nói tới tranh đấu, đến cả núi Côn Lôn cũng không trèo lên được. Thời gian 7 ngày trọn rể kết thúc, Tạ Lưu Vân lên giao đài đấu pháp luận kiếm với tiên tử Côn Lôn, sau khi xuống núi chỉ mang của hồi môn đi, nhưng không hề nhắc đến nửa chữ hôn sự. Sau khi Tạ Lưu Vân xuống núi, vị Côn Lôn tiên tử đó đối với ông ấy nhớ mãi không quên, thậm chí lấy ra một cây ngọc thụ mà chỉ trên núi Côn Lôn mới có, để thổ lộ tâm ý mà Tạ Lưu Vân cuối cùng vẫn phụ một tấm chân tình của cô ấy. Đêm đó tôi xuống Đàm Cửu Long, vị côn lôn tiên tử đời nay nhờ tôi truyền lời của sư phụ cô ấy, cũng chính là vị côn lôn tiên tử đời trước, hỏi Tạ Lưu Vân tại sao lại không lên núi Côn Lôn lần nữa, thật ra ý muốn hỏi là nhi nữ tư tình. Tôi còn nhớ lời hồi đáp của Tạ Lưu Vân, ông ấy nói, lòng này trong sáng như minh nguyệt, chân trời nơi nào không phải Côn Lôn. Nghe Khương Tuyết Dương nhắc tới chuyện của Tạ Lưu Vân, tôi bèn hỏi cô ấy, câu này của ông rốt cuộc nghĩa là gì? Tôi vốn cho rằng Tạ Lưu Vân là người vô tình, không ngờ là tôi nhìn nhầm ông ấy, vị côn lôn tiên tử năm đó có tên gọi là Minh Nguyệt. Khương Tuyết Dương nói, cô ấy lúc đầu biết đến chuyện vẫn cảm thấy kỳ lạ, bởi vì bất luận là địa vị núi Long Hổ trong đạo môn, hay là thực lực vốn có của Tạ Lưu Vân, ông ấy cưới tiên tử côn lôn, đạo môn tất nhiên sẽ không sinh ra hỗn loạn. Bây giờ xem ra, lý do Tạ Lưu Vân không quay lại Côn Lôn, e là vì lúc đó ông ấy đã dự đoán được túc mệnh của mình do lần côn lôn chọn rể năm đó chưa trôi qua bao lâu hoa hạ đã nghênh đón cuộc chiến của tám quốc gia dân chúng lầm than máu chảy thành sông trời giáng sinh cơ liên quan côn lôn đông hải sâu thẳm có cửu long kéo quan âm thầm đi đến hoàng hà khô hạn vì tàn hồn của ma đạo tổ sư bên trong quan tài cầu lấy một tia sinh cơ côn lôn chọn rể nhân tài trong thiên hạ phân tranh nếu cậu đi thì không cần lo không có cơ hội xuất kiếm khương tuyết dương nói tôi không muốn đi đâu tôi nói tại sao không chứ Khương Tuyết Dương hỏi quỷ thần ngu muội tự lực tự cường. Tôi xuất kiếm là vì thay trời hành đạo, chứ không phải vì tranh giành ghen tuông đâu. Không, cậu nhất định phải đi, bởi vì của hồi môn của vị côn lôn tiên tử lần này có liên quan tới cậu đó. Có liên quan gì tới tôi cơ chứ? Côn lôn trăm năm không có chọn rể, lần này lại dùng đến của cải phong phú. Hồi môn của côn lôn tiên tử ngoài hoa ngũ kim và tiên thảo linh dược ra, còn có một thanh kiếm. Thanh kiếm đó có lai lịch như thế nào vậy? Không có lai lịch gì cả, không có lai lịch gì hết sao? Tôi thắc mắc hỏi, chính bởi vì không có lai lịch gì hết mới là chỗ thần kỳ nhất của thanh kiếm này. Thậm chí, không nhìn ra được thanh kiếm làm từ vật liệu gì, càng không biết nó được tạo ra như thế nào luôn đó. Thanh kiếm này có điểm thần kỳ nào không? Không ai biết cả, vậy tại sao cô lại nói thanh kiếm đó có liên quan tới tôi cơ chứ? Tôi càng thắc mắc hơn nữa, bởi vì tôi nghi ngờ thanh kiếm này do người của hậu thế chiếu theo bội kiếm của Ma đạo tổ sư tạo thành đó cái gì cơ tôi kinh ngạc thốt lên khương tuyết dương nói cô ấy chưa từng đề cập qua ma đạo tổ sư sử dụng kiếm gì là do kiếm của ma đạo tổ sư vốn được gọi là vô danh kiếm vô danh không thể dùng lời lẽ diễn tả cũng không biết nên diễn tả như thế nào tôi hiểu rồi xem ra lần côn lôn chọn rể này tôi đúng là không thể không đi rồi sự thật thì từ khi tôi lĩnh ngộ ra sát kiếm kiếm pháp sư trai chám của đạo môn thường dùng đã không còn phù hợp với tôi nữa nói gì mà với kiếm khách tuyệt thế thì cỏ cây đá trúc đều có thể dùng làm kiếm đó là dặm mắm thêm muối nói sằng nói bậy trong tàn sát sinh tử thật sự nếu như không có một thanh kiếm thích hợp với tâm ý của bản thân chuyện này sẽ là một điều bi thương vô cùng giống như đao lưỡng đoạn của phá quân cho dù cô ấy có đạo hành thông thiên nếu như không dùng đao lưỡng đoạn thì cũng không có cách nào chém nứt sông vong xuyên mà lúc đầu ma đạo tổ sư có thể vào thời kỳ đỉnh phong một mình chiến đấu với thập nhị thiên tôn cũng có liên quan tới thanh kiếm trong tay ông ta lấy kiếm nhập đạo đã khó, mà muốn tìm một thần binh sát kiếm thích hợp càng khó hơn nhiều. Kiếm tiên Lữ Thuần Dương nếu như không có kiếm thiên tuần mà hỏa long thiên tôn ban tặc, thì thời gian ông ta lấy kiếm hợp đạo không biết phải lùi lại bao nhiêu năm nữa đây. chương 165, không biết xấu hổ một. Khương Tuyết Dương sẽ không nói rằng nói bậy khi không có căn cứ. Cô ấy đã nói thanh kiếm đó rất có khả năng là do hậu thế mô phỏng theo thanh kiếm của ma đạo tổ sư, vậy thì có thể thanh kiếm đó chính là hàng thật. Nếu không, Côn Lôn đã không lấy nó làm xính lễ rồi. Trong cố quan chấn hồn, tôi đã từ bỏ kế thừa thuật pháp thần thông của ma đạo tổ sư, lần này tôi tuyệt đối sẽ không cho qua thanh kiếm này đâu. Thế đạo gian nan, ma đạo vạn sự khởi đầu nan, sau khi mạnh bà ra tay ở thành chết oan, những đệ tử niết bàn của ma đạo cùng với bạch lão quỷ chắc chắn đã bị phong cấm rồi. Mà thiên hạ âm nhân thì đang thanh toán nhau sau khi trải qua chuyện ở đàm cửu long, đệ tử của ma đạo còn sót lại không nhiều. Khương Tuyết Dương dường như có vẻ phong quang vô hạn, đó là do thân phận của cô ấy vẫn chưa bị lộ. Một khi đã bị lộ thì kết cục của cô ấy sẽ còn thê thảm hơn cả Thùy Họa. Bởi vì ngày đó tuy phá quân sát phạt vô song, nhưng đệ tử của nhân đạo và tiên đạo toàn bộ đều chết dưới mưu kế của Tham Lang. Sau khi chiến đấu ở cung điện vô danh, Tham Lang chỉ với vạn tiên trận đã giết chết vô số tổ tiên đã đạt đến đỉnh cao cảnh giới hợp đạo của hai đạo kia, đến thiên tôn cũng phải nuốt hận. Trong cuộc chiến phong thần, giết người nhiều nhất không phải là ma đạo tổ sư, cũng không phải là phá quân mà chính là tham lang. Hiện tại đã có tin tức về Thùy Họa, thời gian cho tôi không còn nhiều nữa, không thể không đi đường tắt rồi, tôi nhất định phải giành được thanh kiếm vô danh mà Côn Lôn đưa ra lần này. Nếu không, lúc trận chiến tiếp theo nổ ra, mà đạo của tôi vẫn như cũ, chỉ có mỗi phá quân cô độc chiến đấu, mà con bài của Khương Tuyết Dương ở thời đại mạt Pháp trước đó cũng tuyệt đối không có khả năng được mở ra. Về hôn sự của tôi và Thùy hỏa bởi vì là âm dương tương hợp, tuy đã bái thiên bái địa nhưng lại trái với luật của nhân gian cho nên sẽ không thể cấm tôi đến côn lôn tham gia tuyển rể được. huống chi mục đích côn lôn tuyển rể là để gây hỗn loạn đạo môn làm suy yếu thực lực của nhân đạo. tôi là đệ tử chân truyền của khương tuyết dương mà hiện tại cô ấy lại đang chiến đấu quyết liệt với phủ thiên sư côn lôn thậm chí chỉ mong sao tôi đi tham gia tuyển rể để một bước làm tăng thêm mâu thuẫn đó chứ. sư phụ người nói tôi không được phù thủy hỏa nhưng tôi lại tham gia tuyển rể của côn lôn há chẳng phải đã làm cô ấy tổn thương sao? Tôi hỏi, à à, việc này thì không sao, cậu chỉ cần học hỏi tạ Lưu Vân năm đó là được rồi. Hả, ông ấy đã làm thế nào vậy? Của hồi môn thì mang đi hết, người ở côn lôn thì để lại. Cái này, không phải là không biết xấu hổ quá rồi sao? Tôi thật cạn lời mà, đúng là không biết xấu hổ thật, nhưng mà tôi lại rất tán thưởng sự không biết xấu hổ này. Bởi vì từ xưa đến nay, côn lôn tuyển rể là để kiềm hãm vận khí trăm năm của nhân đạo, chỉ có duy nhất ông ấy là kiềm hãm ngược lại trăm năm của tiên đạo mà thôi. Về điểm này thì lại đúng, Tạ Lưu Vân chỉ mang theo của hồi môn nhưng lại không kết hôn với Côn Lôn tiên tử, chẳng khác nào làm bẽ mặt tiên đạo một cách trắng trợn đó trời. Sở dĩ Côn Lôn trăm năm không tuyển rể cũng là bởi không quên được nỗi nhục đó. Ngay sau khi quyết định tham gia tuyển rể của Côn Lôn, Khương Tuyết Dương lại nói với tôi vài thông tin chi tiết. Bất cứ ai, chỉ cần là người trong đạo môn thì đều có thể tham gia tuyển rể Côn Lôn chỉ dựa vào thực lực mà phân cao thấp, cũng không giới hạn về độ tuổi. Đạo thì không nói đến tuổi tác, trong đạo môn không thiếu cái gọi là tiên dược trường sinh bất lão. Cho nên, lần này tham gia tuyển rể không chỉ có cao thủ cảnh giới chân khí, mà còn có cao thủ cảnh giới huyền quan nữa đó. Địa điểm so tài được tổ chức ở bên trong Tuyết vực bí cảnh của Côn Lôn. Tất cả những người có tư cách tham dự tuyển rể sẽ đồng thời mang theo bùa dịch chuyển tiến vào Tuyết vực bí cảnh, ngẫu nhiên dịch chuyển đến những địa điểm khác nhau trải qua bài kiểm tra sinh tồn ở bên trong 7 ngày, sau đó mới có thể bóp nát bùa dịch chuyển trong tay để ra ngoài. Tuyết vực bí cảnh được đồn đại rằng là do huyền quan của thôn Thiên Ma sau khi chết hóa thành ở thời cổ đại. Vị thôn Thiên Ma này lúc sinh thời đã nuốt chửng một phương trong thời kỳ sơ khai hỗn loạn của thế giới hồng hoang. Trong huyền quan của ông ấy không chỉ có núi có sông, còn có những người sống sót sau đại loạn, mà còn có vô vàn hung ma yêu thú không đếm xuể nữa. Sau khi người tham dự tiến vào họ không chỉ đối mặt với sự chém giết của đồng loại, mà còn phải chiến đấu với hung ma yêu thú trong đó. Truyền thuyết còn nói trong tuyết vực bí cảnh có sự tồn tại của ma đầu thuộc cảnh giới nguyên thần, đến cả người của tiên đạo cũng không biết rõ cuối cùng là bên trong ẩn nấp bao nhiêu hung hiểm cơ mà. Khương Tuyết Dương nói, côn lôn tiên đạo trăm năm không tuyển rể, nên lần này tổ chức lại, người tham gia cực kỳ đông. Chỉ riêng toàn chân giáo thôi là đã có 27 người, mà Phủ Thiên Sư lại còn ưu tú hơn nữa. Tạ Lan, bên trong tuyết vực bí cảnh hung hiểm khó lường. Một khi cậu tiến vào bí cảnh, tôi sẽ không thể bảo hộ cậu được, tất cả mọi thứ đều dựa vào bản thân cậu. Thân phận của cậu đặc biệt, côn lôn tuyết vực đối với cậu mà nói thì mỗi một bước đều có thể nguy hiểm đến chết. Khương Tuyết Dương nói, chương 166, không biết xấu hổ hay. Tôi nên chuẩn bị những gì nhỉ? Tôi hỏi, thứ cậu tu luyện là sát kiếm, thay vì theo tôi về núi Trung Nam thì chi bằng ở lại vương ra đi. Trong giới tu hành, vương gia còn nông cạn, nhưng họ lại bảo tồn sự kế thừa của hầu hết những chiến binh kiệt xuất nhân loại trong thời đại mạt Pháp. Sát kiếm đặc thù, kiếm khí không nhập ngũ hành, cậu có thể suy xét một chút về vũ đạo kiếm, có lẽ sẽ có thu hoạch đó. Dặn dò xong hết những điều này, Khương Tuyết Dương quay trở về núi Trung Nam. Trong vòng một tháng tiếp đó, tôi an tâm ở lại nội viện của vương gia, nghiên cứu và tu luyện vũ đạo kiếm Pháp. Kiếm Pháp trong đạo môn chỉ là phương tiện, toàn bộ uy lực đến từ thuật pháp thần thông của bản thân người tu hành mà sát kiếm nhờ vào kiếm khí để dung. Kiếm pháp đạo môn có thể không có biến hóa chiêu thức, sát kiếm lại không thể tách rời khỏi chiêu thức của kiếm. Một chiêu thức đẹp đẽ của kiếm pháp có thể giúp kiếm khí phát huy uy lực kinh người. Vương gia lưu giữ rất nhiều kiếm phổ do những tuyệt đỉnh kiếm khách để lại, những kiếm phổ này đối với đạo môn mà nói thì không đáng là gì, bởi vì vũ giả kiếm pháp dù có mạnh cũng không có thần lực bằng một lá bùa chú. Nhưng đối với tôi lại không như thế, tôi có thể từ trong kiếm phổ học được rất nhiều chiêu kiếm vô song tuyệt diệu. Tôi càng hiểu rõ hơn về kiếm pháp của vũ đạo kiếm thì càng cảm thấy thiên đạo bất công thay cho những vũ giả lạc lối trong suốt chiều dài lịch sử. Có những bậc thầy kiếm đạo rõ ràng là đã đến trạng thái tuyệt vời nhất, nhưng lại vì không có tu hành mà đến cuối đời cũng không có cơ duyên với đại đạo. Như câu nói nhất âm nhất dương chi vị đạo, âm dương bất chắc chi vị thần. Nghĩa là một âm một dương gọi là đạo, trong âm có dương, trong dương có âm gọi là thần. Thiên hạ này, trung quy lại là thiên hạ của người tu hành. Hôm nay, Tôi từ biệt Phật ra, chuẩn bị quay về núi Trung Nam cùng Khương Tuyết Dương đi đến Côn Lôn. Cầu chúc sư huynh trận này thuận lợi, ôm người đẹp trở về. Phật ra hướng tôi làm lễ, sư để cứ đùa, để biết rõ trong tim ta chỉ có thủy họa mà. Tôi nói, vậy tại sao huynh lại muốn đi Côn Lôn vậy? Phật ra không hiểu hỏi, hạng trang vô kiếm ý tại phái công. Câu này nghĩa là hạng trang múa kiếm, ý nhằm vào bái công. Dựa vào tích lưu bang đến hồng môn bái kiếm hạng vũ, hạng vũ mở tiệc chiêu đãi, nhưng phạm tang lại sai hạng trang chuẩn bị kiếm để mưu sát lưu bang a à a à, để hiểu rồi sư huynh muốn học theo tạ lưu vân bạc tình bạc nghĩa năm đó có mưu đồ với của hồi môn của côn lôn tiên tử chứ gì phật gia mỉm cười nói có thể nhìn ra được phật gia cũng rất muốn cùng chúng tôi đi đến côn lôn để thấy được tuyết vực bí cảnh chỉ có điều khương tuyết dương không có ý định sẽ mang cô ấy theo trên thực tế mặc dù khương tuyết dương đã thu nhận cô ấy làm đồ đệ nhưng cũng chỉ là truyền cho cô ấy đạo thuật của toàn chân giáo từ ngày đó đến nay, ngoại trừ những việc về đạo mà Phật gia đã biết, vẫn chưa từng tiết lộ với cô ấy nửa điểm bí mật về việc có liên quan đến ma đạo. Dựa theo tính cách của Khương Tuyết Dương, sẽ không vì cảnh ngộ của vương gia mà xem đó là một ngoại lệ. Kiểu người như cô ấy khi hành sự, mỗi bước đi đều có huyền cơ cả. Lúc tôi hỏi cô ấy tại sao lại nhận Phật gia làm đồ đệ, cô ấy từ chối nói cho tôi biết huyền cơ, chỉ bảo rằng Phật gia là một người có lai lịch khủng. Đáng nói, từ sau khi biết Phật gia đã nhìn rõ tướng mạo của Ma đạo tổ sư, ý nghĩ đầu tiên của cô ấy là muốn tôi cưới Phật gia. Chỉ có điều đời này tôi cùng Phá Quân đã nên duyên vợ chồng, rõ ràng không thể nào lại cưới Phật gia được. Nếu đã như vậy rồi, thì tốt nhất là khiến tôi và Phật gia trở thành huynh đệ. Thực ra, tôi cũng đã từng nghi ngờ thân thế của Phật gia, Đàm Cửu Long 100 năm nay không biết đã có bao nhiêu kẻ quyền thế rình mò trong tối, nhưng lại không có bất cứ người nào có thể khám phá ra mà Phật gia chỉ vòn vẹn dựa vào tuệ nhãn đã nhìn thấu cố quan chấn hồn, thậm chí ngay cả ván cờ giữa ma đạo tổ sư và tạ Lưu Vân cũng nhìn thấy rõ, quả thật rất kỳ lạ. Nhưng trước khi túc mệnh của cô ấy chưa thức tỉnh, Phật gia suy cho cùng vẫn chỉ là một nữ tử mệnh khổ của vương gia. Mặc dù trước đó tôi nghe Khương Tuyết Dương nói qua rằng côn lôn tuyển dễ chỉ xem xét thực lực tu vị, nhưng khi tôi đến núi Trung Nam, lúc nhìn thấy còn có hai vị lão đạo dâu tóc bạc trắng tham gia tuyển dễ côn lôn, tôi vẫn không nhịn được mà cười thành tiếng tuy nói đạo không luận tuổi tác nhưng mà hai vị lão đạo này có phải ra mặt dày quá rồi không khương tuyết dương cũng đầy ý cười hỏi hai vị sư thúc đây có phải thật sự định lão phu trò chuyện về sự cuồng nhiệt của thiếu niên sao nào có nào có chẳng qua chỉ là muốn hết tâm ý cho toàn chân giáo một phen thôi ấy mà đến tuổi này của chúng tôi thì làm sao có thể bị sắc đẹp mê hoặc chứ khương hành tẩu vì người của toàn chân giáo mà vất vả chúng tôi cũng phải làm hết sức mới được chứ lần này đến côn lôn trưởng giáo của toàn chân giáo không đi cùng lúc từ biệt trưởng giáo cười nói với khương tuyết dương thật tiếc là khương hành tẩu của ta thân là nữ nhi nếu không thì chắc chắn côn lôn tiên tử thuộc về toàn chân rồi ha 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 mặc dù tôi không thể tham gia nhưng ai dám nói không thể mang của hồi môn của côn lôn tiên tử về toàn chân cơ chứ xem ra khương hành tẩu rất có niềm tin ở tạ lan nhỉ nghĩ cũng đúng đạo môn đã rất lâu không xuất hiện sát kiếm rồi phúc sinh vô lượng thiên tôn ta ở nơi này đợi khương hành tẩu các ngươi mang vinh quang trở về. Nhất định không phụ sự kỳ vọng của người. mươi 167, Côn Lôn Tiên Tử một Côn Lôn từ xưa đã là một vùng đất thánh thiêng liêng nổi tiếng, trước giờ không thiếu những câu chuyện thần thoại được kể. Côn Lôn cũng cực kỳ tinh tế và đẹp đẽ, chẳng qua vẻ đẹp này người phàm thế tục đến cuối đời cũng không thể nào lĩnh hội được, càng khó tự mình tai nghe mắt thấy hơn, chỉ có thể trộm nhìn con báo qua bài thơ hoặc hình ảnh trên internet mà thôi. Bởi vì Côn Lôn quá lạnh, sông băng chưa bao giờ biến đổi, nhiệt độ quanh năm luôn dưới âm 20 độ. Thi tiên lý bạch có câu thơ, nhược phi quần ngọc sơn đầu kiến, hội hướng giao đài nguyệt hạ phùng. Dịch nghĩa, nếu không thể gặp nhau trên núi quần ngọc, vậy thì hẹn nhau dưới ánh trăng ở giao đài. Bài thơ này thực chất đã vén màn bí mật của tiên đạo, bởi vì xưa kia, tổ đình của tiên đạo nằm ở giao đài, nơi sâu nhất của quần ngọc. Hàng chục người của toàn chân giáo di chuyển đến thành phố Tây Ninh bằng máy bay đã bao trọn gói, sau đó ngồi xe đến núi Phượng Hoàng. Sau khi đến núi Phượng Hoàng và nghỉ ngơi qua một đêm, chúng tôi bắt đầu quốc bộ leo núi. Để tránh gặp lữ khách thế tục, chúng tôi chọn leo núi vào ban đêm. Người tu hành có chân khí bảo hộ thân thể, không sợ bị lạnh, bước đi cũng thần tốc, nhưng dù như vậy, lúc bọn tôi đến được núi Quần Ngọc cũng đã qua ngày thứ hai rồi. Ở nơi sâu nhất của Quần Ngọc, có kết giới pháp trận của tiên đạo được thiết lập, dưới sự dẫn dắt của đệ tử Côn Lôn, băng qua kết giới và tiến vào nội môn của Côn Lôn mới phát hiện bên trong lại có một thế giới khác sương tiên lượn lờ, khí tiên phơi phới, chim quý thú lạ, kỳ hoa dị thảo khắp mọi nơi. Trong núi quần ngọc có cung giao đài, có điện trường sinh, có điện tây vương mẫu thiêng liêng, cung điện bạch đế, có hàng trăm cung điện lớn nhỏ khác nhau. Không hổ danh là động trời danh tiếng bậc nhất trong đạo môn, nơi ở của tổ đình tiên đạo. Tuy rằng biết cơ thể vẫn đang ở nhân gian, nhưng lại mang cho người ta cảm giác như ở chốn bồng lai tiên cảnh vậy. Cung điện thần tích thiêng liêng ở Côn Lôn tuy nhiều, nhưng đệ tử Côn Lôn lại không có bao nhiêu, chỉ có tầm vài trăm người thôi, so với lượng lớn những nhóm người đạo môn đến côn lôn tham gia tuyển rể thì thật sự không phân biệt được đâu là chủ đâu là khách nữa ấy chứ. Nhưng mà luận về tu vị thì lại rất rõ ràng nha. Trong thời đại mạt Pháp, rất khó ngưng tụ ra nguyên thần, mà ở côn lôn sâu xa này, đâu đâu cũng có thể gặp được đệ tử côn lôn thuộc cảnh giới nguyên thần cả. Đương thời, tu vị của chủ cung giao đài chính là đại thành hợp đạo, một nửa trong số 12 đệ tử dưới chướng cô ấy đều có tu vị hợp đạo. Người tuy ít, nếu như không phải tiên đạo không nhúng tay vào những việc thế gian trong thời đại mặt pháp thì vài trăm người ít ỏi này của côn lôn thôi là đã có thể chiến một nửa gian sơn đạo môn rồi từ đó có thể thấy việc tiên đạo giành thắng lợi chiếm giữ thiên đình trong cuộc chiến phong thần không phải là không có lý do bởi vì nơi đây là tổ đình của tiên đạo nhà khách rất nhiều mặc dù đạo môn đến cả nghìn người nhưng ở lại đây vẫn dư chỗ ấy chứ trăm năm không tổ chức lần tuyển rể này cũng không gấp rút bắt đầu dành ra ba ngày để đệ tử đạo môn thưởng thức phong cảnh côn lôn, chiêm ngưỡng côn lôn thần tích. Tuy giữa những đạo thống lớn của đạo môn không ngừng có dạn nứt, thế của phủ thiên sư và toàn chân giáo càng như nước với lửa. Tuy nhiên, những đệ tử nhân đạo có cùng tu vi khi ở địa bàn của tiên đạo vẫn thể hiện mối quan hệ bằng hữu tốt trên bề mặt như cũ. Một là vì lợi ích của những đệ tử cùng tu vi của nhân đạo, hai là côn lôn cấm việc tư thủ cá nhân, luật lệnh nghiêm khắc. Dù trong quá trình tuyển dễ có xuất hiện ân oán sinh tử đi chăng nữa, cũng phải đợi đến lúc xuống núi rồi mới được giải quyết. sư phụ, thực lực của tiên đạo so với nhân đạo có phải chênh lệch quá nhiều rồi không? tôi và khương tuyết dương sánh bước, vừa đi vừa nói. thực sự cách biệt không lớn đến vậy đâu, cậu đừng quên nơi này suy cho cùng từng là tổ đình của tiên đạo. đạo môn trong nhân gian chẳng qua là kết quả do nhân đạo khai chi tán diệp, vẫn chịu sự kìm hãm của thời đại mặt pháp, mà côn lôn từ trước đến nay lại không thiếu cơ duyên, được cái này mất cái kia mới thấy rõ sự suy yếu của nhân đạo. Khương Tuyết Dương nói, mặc dù nhân đạo suy yếu, vẫn tốt hơn là ma đạo hiện tại gần như không có ai, chỉ có một mình tùy họa cô độc cầm cờ kháng chiến mà thôi. Tôi nói, vậy thì đã sao nào, tuy hiện tại ma đạo trên bề mặt là không có ai, nhưng nhất cử nhất động vẫn luôn gây ảnh hưởng đến tam giới đó thôi. Trước đó, khi ma đạo tổ sư xé không xuất thế, trên thế gian có ai còn nghĩ đến tương lai đạo môn vẫn tồn tại ma đạo đâu? Chương 168, Côn Lôn Tiên Tử 2. Sư phụ tiên đạo tổ đình này tráng lệ như vậy, không biết cung điện vô danh tổ đình trước kia của ma đạo thì như thế nào nhỉ? Tôi hỏi, ha ha, gấp 10 lần so với nơi này đấy. 10 lần ư, tôi há hốc mồm, cung điện vô danh ở thời kỳ thịnh thế, vạn tiên tìm đến. Khi đạo tổ truyền đạo, toàn bộ đảo kim ngao chật kín. Trên trời có chim bay, dưới biển có cá lội, trên đảo có 6 đạo sinh linh. Quy mô cực khủng, côn lôn há có thể sánh bằng đâu. Đảo Kim Ngao chính là nơi tọa lạc của ma đạo tổ đình cung điện vô danh, sau khi cuộc chiến phong thần kết thúc, cung điện vô danh bị phá hủy, tham lang hộ pháp thiên tôn của ma đạo trước khi chết đã phát động đại trận, phẫn nộ nhấn chìm đảo Kim Ngao. Trong trận chiến đó, đệ tử ma đạo tử trận không dưới một triệu người, những đệ tử may mắn còn sống sót cũng theo đảo Kim Ngao chìm sâu xuống đáy biển. Sau khi cuộc chiến phong thần kết thúc, hai đạo tiên và nhân đã vô số lần vào biển Đông Hải để tìm dấu vết của đảo Kim Ngao, nhưng từ đầu đến cuối vẫn không tìm được gì. Có người nói đảo kim ngao đã chìm xuống khe nứt của đông hải, cũng có người nói đảo kim ngao đã hóa thành phù sa nơi đáy biển rồi. Tóm lại, bất luận là cách nói nào đi chăng nữa thì đều có một ý đảo kim ngao sẽ không bao giờ xuất hiện trên nhân gian nữa. Khương Tuyết Dương thông thái kiến thức về đạo tàng, hơn nữa do đã giác ngộ số mệnh của tham lang nên biết rõ về nhiều thần minh ở côn lôn thần tích này. Trên đường đi, nghe cô ấy kể về thời đại hỗn loạn, điển tích của thời đại phong thần nghe đến nỗi tâm tư tôi vút bay, ngực đầy tự hào luôn đó. Côn lôn có cực kỳ nhiều những thần điện lớn nhỏ, bọn tôi đều không thể đi xem hết được, nhiều nhất cũng chỉ đứng ở cửa vào bình phẩm vài câu thôi. Chỉ khi đi qua điện thần chiến thần cửu thiên huyền nữ, Khương Tuyết Dương và tôi cùng nhau tiến vào dâng hương cho cửu thiên huyền nữ. Tạ Lan, hiện tại mệnh cách của cậu chưa định, bái lại vị cửu thiên huyền nữ này cũng không sao đâu. Khương Tuyết Dương nói, được, tôi quỳ xuống, quỳ bái đại lễ cửu thiên huyền nữ, khấu đầu ba cái. Ra khỏi thần điện, tôi hỏi cô ấy tại sao lại muốn tôi bái Cửu Thiên Huyền Nữ. Cửu Thiên Huyền Nữ là một trong những kẻ thù mạnh nhất của Ma đạo, phá quân dẫn binh ít khi thất bại, chỉ duy nhất lúc đối đầu với cô ta đều thua hết cả ba trận, phải dựa vào đao lưỡng đoạn để thoát khỏi vòng vây. Luận về thuật pháp thần thông, cô ta không bằng phá quân, nhưng luận về binh pháp chiến lược thì cô ta không thua kém gì so với kiếp trước của tôi đâu. Đệ tử Ma đạo chết dưới tay cô ta nhiều vô số đấy. Nếu đã như vậy, tại sao cô lại muốn tôi bái cô ta? Tạ Lan à, có những lúc kính trọng kẻ thù sẽ càng hiểu rõ bản thân hơn, dù đúng hay sai thì bản thân cửu thiên huyền nữ là một người đáng kính trọng. Đa tạ sư phụ chỉ dạy, Khương Tuyết Dương nói, cửu thiên huyền nữ của tiên đạo, đầu mẫu nguyên quân của nhân đạo, trung ương quỷ đế chu kỳ của âm thi, họ đều là những tài năng kinh thiên vĩ địa. Phong thần chi chiến, xuất tẫn anh hùng, ý nói trong trận chiến phong thần, xuất hiện nhiều anh hùng xuất chúng. Đến thời đại mạt Pháp sau này, đạo môn ba nghìn năm ảm đạm mờ nhạt chỉ có ít ỏi vài người thiên sư trương đạo lăng kiếm tiên lữ thuần dương đại đường quốc sư lý thuần phong và viên thiên cương mà thôi tạ lưu vân cũng tính là một người tài chỉ đáng tiếc thời gian sống của ông ấy quá ngắn chỉ để lại đàm cửu long một nét mực đậm màu mà thôi tuy là ít nhưng cũng tính là có người kế tục còn ma đạo thì đến một người cũng không có thùy họa và khương tuyết dương một người đời thứ chín của phá quân một người là đời thứ chín của tham lang còn ma đạo tổ sư đã hóa hy di đồng quy với đất trời rồi nghĩ đến đây tâm trí tôi nặng trĩu khi ngửa bài rồi xem thử sát phá lang tam phương tứ chính có thật sự là không thể chuyển mình hay không tạ lan mặc dù mệnh bàn sát phá lang không thể giải nhưng nếu tương lai chủ định muốn trở thành ma đạo tổ sư thì nhất định không được tin vào vận mệnh khương tuyết dương dường như thấy được suy nghĩ của tôi nghiêm túc nói ý của sư phụ là gì cậu phải tin vào bản thân cậu Tôi sợ tôi không thể gánh vác nổi trọng tránh này mất. Không đâu, cậu sẽ đi được xa hơn cả ma đạo tổ sư cơ. Tại sao vậy? Trong cố quan chấn hồn, lẽ ra ma đạo tổ sư nên giao lại cờ chiêu hồn cho cậu, nhưng ông ấy đã không làm như vậy, ngược lại còn trực tiếp mang nó đi mất, điều đó chỉ có thể nói rõ một việc. Nói rõ gì cơ? Tôi gấp gáp hỏi, nói rõ rằng cậu sẽ tự dương lên lá cờ chiêu hồn của chính mình. Ba ngày sau, tại cung giao đài, lãnh tụ đương thời của tiên đạo, Minh Nguyệt Cung Chủ Cung giao đài triệu kiến đại diện các nhánh của đạo môn, thông báo quy tắc cuộc so tài và danh sách người tham gia. Lần này tham gia tuyển rể có 740 người, có thể nói là những tinh anh của đạo môn. Trong đó cảnh giới huyền quan có 360 người, còn lại là những người đã đạt đỉnh cao chân khí. Tuy thử thách sinh tồn trong tuyết vực bí cảnh là khắc nghiệt nhất, nhưng đó mới chỉ là cửa ải đầu tiên thôi. Sau khi ra ngoài còn có một cuộc kiểm tra đánh giá của những người chủ trì tiên đạo, sau khi kiểm tra đánh giá xong, cuối cùng còn phải tiến hành đấu pháp luận đạo. Đấu pháp luận đạo thực chất chính là cuộc chiến sinh tử. Bởi vì một nữ tử không thể có hai chồng, cuối cùng, côn lôn tiên tử chỉ chọn một chồng thôi. Sau khi thông báo xong thể lệ và danh sách tham gia, côn lôn tiên tử đương nhiệm đi đến giao đài cung, phi người lên trích tiên đài, hé lộ dung nhan của mình. Đây là lần thứ hai tôi gặp côn lôn tiên tử, lần đầu tiên là cô ấy nhập thế, mang một miếng vải che mặt, chỉ có thể dựa vào thực lực mà cô ấy thể hiện lần này lại không một chút nào núng mà để lộ ra dáng mạo xinh đẹp ngũ quan thanh tú như họa đồng tử đen láy như mực thuần khiết giống như hồ nước mùa thu rõ ràng là sâu không thấy đáy nhưng lại trong trẻo khiến người ta tâm phiền ý loạn vai như được tạc eo như yếu tố da thịt nõn nà thần khí tựa u lan một thân diện áo tiên bào chân bước lên tiên đài nhàn vân eo đánh theo từng bước nhỏ để lộ cổ tay trắng nõn dưới tay áo Khương Tuyết Dương kém cô ấy ba phần xinh đẹp, Thùy Hỏa kém cô ấy một phần nhu mì. Tôi trước giờ chưa từng nghĩ qua nhân gian có nữ tử xinh đẹp như thế này, mặc dù tâm tư tôi không đặt nơi đây, nhưng thấy qua cũng có chút si mê đó a. À. Ai già, Khương Tuyết Dương ở bên tai tôi thở dài một tiếng. Sư phụ, sao cô lại thở dài vậy? Tôi vẫn thấy vị côn cô lôn tiên tử này đáng thương, vi sư có chút lo lắng rằng cậu có khả năng không biết xấu hổ như tạ Lưu Vân hay không đây. mươi 169, Cung chủ giao đại 1 thực sự không thể ngờ được, dung mạo thật sự của côn cô lôn tiên tử lại xinh đẹp đến mức khiến người ta hồn siêu phách lạc như vậy. Cho dù có Khương Tuyết Dương đứng bên cạnh trêu chọc tôi, tâm cảnh của tôi vẫn lay động cứ như sóng dậy bốn bề. Trôi giạt cuốn theo khúc tình ca, hiện trường một mảng tĩnh lặng. Vạn trường băng nhai, tuyết liên hoa lạc, phiến phiến như tinh vũ. Nghe ai, lộ ít tiêu quản, thập chỉ đài sinh, lưu lạc suy tân khúc. Nhân khúc phỉ xấu, ngọc thiềm viên khuyết, côn lôn thiên thu tuyết. Tà châm bắt đầu, tế ẩm ngân hà, cùng ngã túy minh nguyệt. Dịch nghĩa, núi băng vạn trượng, hoa sen tuyết rơi xuống, từng mảnh vỡ như mưa sao. Nghe ai, ống sáo lộ yết, mười ngón đài sinh, lác đác thổi tân khúc. Thân ảnh mỏng manh, ngọc hiềm khuyết tròn, tuyết ngàn năm tại côn lôn. Nghiên người chuốc rượu bắt đầu, uống giọt ngân hà, cùng ta say ánh trăng. Bài hát đến từ hồ ly hoang dã dưới gốc cây, giờ phút này được côn lôn tiên tử hát lên, đúng là có vần điệu riêng biệt. Đợi cô ấy hát xong, phải qua một lúc lâu, mọi người ở đó mới hoàn hồn trở lại. Trong mắt bọn họ lấp lánh ánh hào quang, hết sức cháy bỏng. Tôi nghĩ, cho dù không có của hồi môn hậu hĩnh, nếu như mỗi đời côn lôn tiên tử đều xinh đẹp như cô ấy, đạo môn vẫn sẽ đổ xô chạy theo tranh giành cho bằng được. Từ xưa Giang Sơn Mỹ Nhân, tổ ấm dịu dàng là mồ chôn anh hùng. Nhìn thấy phong thái của côn lôn tiên tử hôm nay, tôi càng ngày càng bái phục tạ Lưu Vân năm đó. Cậu nhìn cung chủ giao đài mà xem, cho dù đã qua trăm tuổi, dấu vết năm tháng không hề lưu lại luôn có lẽ thời còn trẻ cũng xinh đẹp giống như vị côn lôn tiên tử hôm nay đó khương tuyết dương nói cung chủ giao đài hôm nay chính là vị côn lôn tiên tử vào thời của tạ lưu vân côn lôn không thiếu tiên thảo linh dược bà ấy có thể bảo dưỡng dung mạo thanh xuân tới tận bây giờ chỉ là trong ánh mắt bao hàm vẻ ảm đạm vô tận có lẽ cảnh tượng hôm nay làm bà ấy nhớ lại những chuyện trước đây tôi cảm thấy trong mắt bà ấy hình như có lấp lánh ánh lệ cung chủ giao đài có vẻ cảm giác được tôi đang nhìn lén bà ấy đưa tay ra hiệu muốn tôi bước qua đó. Đi đi, Khương Tuyết Dương cũng chú ý tới hành động của cung chủ giao đài. Tôi bước đi tới chỗ đài cao mà cung chủ giao đài đang đứng bên trong. Cung chủ giao đài mặc một thân trang phục lộng lẫy, tuy rằng thần tình lãnh đạm nhưng tự khắc có uy nghi. Tôi không dám lại gần, chỉ đứng ở xa cuối người hành lễ. Người cảm thấy dễ như thế nào? Cung chủ giao đài nhàn nhạt mở miệng, là tiên nữ có dung mạo đẹp Việt Trần. Tôi thành thật đáp lời, từ xưa hồng nhan bạc mệnh, Duệ nhi có xinh đẹp đến đâu cuối cùng cũng chỉ là vật hy sinh của tiên đạo ta mà thôi đạo môn nhân tài vô số chưa chắc sẽ không tìm được người nào xứng đôi với cô ấy tôi nói ha ha vậy là ngươi chỉ mới nhìn thấy sắc đẹp của nó thôi nếu như ta nói với ngươi tu vi đạo pháp của nó đã không kém ta rồi thì ngươi sẽ nói thế nào đây cái gì cơ tôi kinh ngạc một phen lúc trước khi tôi gặp côn lôn tiên tử ở đàm cửu long thì tôi đã biết đạo hành của cô ấy thâm sâu khó lường rất có thể đã đạt đến cảnh giới hợp đạo. Nhưng tôi không ngờ rằng, cô ấy đã đạt tới cảnh giới của cung chủ giao đài. Cung chủ giao đài, là người đứng đầu tiên đạo côn lôn, tìm khắp thiên hạ, cho dù tính thêm người âm thi, cũng khó mà tìm được đối thủ của bà ấy. Côn lôn chưa từng thiếu thốn cơ duyên, nghe đồn rằng bà ấy sớm đã hợp đạo từ trăm năm trước rồi. Nếu tu vi đạo pháp của côn lôn tiên tử hôm nay đã ngang bằng với bà ấy, thì tất cả nhân tài đạo môn ở đây, quả thực không một người nào có thể xứng đôi với cô ấy rồi. Thậm chí có thể nói, nếu như ngày hôm nay, đạo chính tông nào cưới được tiên tử côn lôn về nhà, địa vị tất nhiên thuận lợi thăng tiến, một bước lên mây. Nếu đã như vậy, côn lôn tại sao lại đẩy cô ấy ra để chọn rể cơ chứ? Tôi hỏi, đây là ý muốn của một mình nó. Trên dưới côn lôn đều xem nó như chân bảo, viên minh châu của tuyết vực, nếu mà chính bản thân nó không đồng ý, ai có thể cưỡng ép nó chứ? Ồ, người đã tới chỗ quan tài chấn hồn, cũng gặp qua ông ấy rồi, có thể nói cho ta biết dáng vẻ của ông ấy không? Người mà cung chủ giao đài nói tới, tất nhiên là chỉ tạ Lưu Vân. Bởi vì khi bà ấy nói câu này, ánh mắt bắt đầu trở nên mơ mơ màng màng. Ngay sau đó, tôi cẩn thận miêu tả thần sắc dáng mạo của tạ Lưu Vân cho bà ấy qua một lượt. Cung chủ giao đài nghe xong, dường như thần tình vạn năm không đổi đột nhiên biến động dữ dội. Tâm này trong sáng như ánh trăng, khắp thế gian nơi nào cũng có thể là côn lôn. Tạ Lưu Vân không phải người vô tình, cung chủ giao đài này lại càng tình sâu nghĩa trọng. Nhưng mà tuệ cực tất thương, tình thâm bất thọ, ý nói thông minh quá ắt sẽ tổn thương, mối tình đậm sâu thường không kéo dài. Nếu như hôm nay ngươi giành được chiến thắng cuối cùng, thì ngươi định như thế nào? Qua một lúc lâu, cung chủ giao đài đột nhiên hỏi tôi câu này. Tạ Lan Tài hèn ít học, tu đạo mới 2 năm, cũng chỉ là tu vi chân khí, cơ hội giành chiến thắng sẽ rất mong manh. Ta chỉ hỏi ngươi sẽ chọn lựa như thế nào? sợ rằng không có ai muốn phụ tình cảm và ý tốt của côn lôn tiên tử. Rất tốt, ghi nhớ lời ngươi nói hôm nay, nếu như ngươi dám học theo tạ Lưu Vân năm đó, trường không minh nguyệt ta, cho dù phải chống đối thiên đạo, cũng nhất định sẽ tự mình xuống núi côn lôn, truy sát nhà ngươi. chương 170, Cung Chủ Giao Đài khai. Nói xong câu này, Cung Chủ Giao Đài liền để tôi quay về. Chuyện này có chút phiền phức rồi đây, vô liêm sỉ cần phải có thực lực, không phải ai cũng có thể làm được đâu. Tạ Lưu Vân đứng đầu đạo môn, cho dù không cưới tiên tử Côn Lôn, cũng không có ai ép buộc được ông ấy. Côn Lôn tiên tử xuất hiện, cũng đại biểu cho việc buổi lễ chọn rể đã chính thức mở màn. Trưởng lão các phái bắt đầu an bài dặn dò chúng đệ tử của đạo chính tông họ, bùa chú, pháp khí, pháp bảo hộ thân, vân vân. Những thứ bình thường được quý như chân bảo, giờ phút này toàn bộ đều như đồ miễn phí mà phát cho môn hạ đệ tử. Mà những đệ tử tham gia chọn rể, từng người một đều như được cho uống máu gà vậy, thi đấu vẫn chưa bắt đầu, thì giữa các đồng môn đã bắt đầu nhìn nhau không thuận mắt cả rồi. Tiếp đó, một hàng người rời khỏi quảng trường cung giao đài, thẳng tiến pháp trận dịch chuyển đến lối vào vùng đất tuyết vực bí cảnh Côn Lôn. Đến trước pháp trận, người của Côn Lôn bắt đầu phân phát bùa dịch chuyển. Thời gian bùa dịch chuyển được kích hoạt là 7 ngày, chỉ khi qua 7 ngày mới có thể bóp nát để dịch chuyển ra thế giới bên ngoài. Mà trong 7 ngày này, toàn bộ những người tham dự tuyển chọn đều như bị ngăn cách với thế giới bên ngoài, Sinh tử hoàn toàn chỉ dựa vào chính bản thân mình. Tuyết vực bí cảnh Côn Lôn là cửa ải đầu tiên, nhưng cũng là cửa ải nguy hiểm đáng sợ nhất. Hơn 700 người ở đây, số người sống sót thông qua khảo nghiệm sẽ không vượt quá 3 phần, trong lịch sử thậm chí từng xảy ra một lần không có ai còn sống trở về. Cho dù là như vậy, tôi lại không hề nhìn thấy một chút sợ hãi nào trong mắt bọn họ. Ngoại trừ bởi vì sắc đẹp của Côn Lôn tiên tử ra, còn chính vì Tuyết vực bí cảnh vốn đã chứa đầy mê hoặc. Bên trong bí cảnh có cơ duyên hợp đạo, tinh hoa tiên thiên ngũ hành, vũ khí mà các đời đệ tử đạo môn lưu lại trong đó. Thậm chí, còn nghe nói có vật liệu luyện binh khí cao cấp, hàn băng tinh phách. Bảo vật vô chủ, kẻ nào có được thì thuộc về người đó. Nếu không vì như vậy, nếu chỉ dựa vào một côn lôn tiên tử cũng sẽ không thu hút nhiều nhân đạo đệ tử tham gia đâu. Lần này các ngươi vào trong, yêu cầu của ta chỉ có một, giữa đồng môn với nhau tuyệt đối không được giao tranh. Nếu như để ta biết được, có người ra tay với đồng môn, sau khi ra ngoài, ta chắc chắn sẽ hủy đi đạo căn của hắn. Khương Tuyết Dương nói với đệ tử toàn chân giáo, cần tuân giáo huấn của Khương hành tẩu, chúng đệ tử đồng thanh đáp lại, không ngờ tạ lan cũng tới đây đó, bộ không sợ hoàng hà nương nương ghen tuông hay sao. Hứa tấn dặn dò đệ tử phủ thiên sư xong xuôi, thì thong dong nhàn hạ bước qua nói lời châm chọc. Tạ Lan là đệ tử toàn chân giáo ta, có liên quan gì tới Hoàng Hà Nương Nương cơ chứ? Khương Tuyết Dương lạnh giọng nói, ô, nhưng mà ta nghe quán chủ huệ tề quán kể rằng, Hoàng Hà Nương Nương đối với tên tạ lan này tình thâm nghĩa trọng, còn nói rằng một nữ nhân không thể gả hai chồng. Thậm chí còn vì hắn ta mà dám bất chấp mạo phạm lẽ trời, tổ chức minh hôn bái thiên địa. Lời này của hứa tấn dẫn tới nhiều người bàn tán. Sau khi sự việc ở Tam Mao Quán xảy ra, tiếng xấu của tôi đã đồn xa khắp đạo môn, cậy được Khương Tuyết Dương chống lưng ở phía sau, mà hành sự thô lỗ vô lý. Sau đó, tại chợ quỷ Kim Lăng, tôi lại còn ra tay ác liệt, càng khiến cho người trong đạo môn bất mãn. Bây giờ hứa tấn nhắc lại chuyện cũ của năm đó, nhất thời tất cả ánh mắt của mọi người đều mang đầy địch ý nhìn tôi. Không ngờ có người vô sỉ đến vậy, phụ tình bạc bẽo. Đúng đó, đúng là có mới nới cũ mà, cặn bã của đạo môn, loại người này mà còn vọng tưởng tranh đoạt côn lôn tiên tử sao, đúng thật là tệ hại đến cùng cực. Lời đồn ác ý truyền xa, mà liên quan tới việc Hoàng Hà Nương Nương chính là phá quân của ma đạo, ngược lại không ai nhắc đến một chữ, chỉ hình dung cô ấy thành một nữ tử đau khổ vì tình do bị ruồng bỏ tới cuối cùng đến cả người của tiên đạo côn lôn cũng mang mấy phần phẫn nộ khi nhìn tôi tất nhiên là tôi hiểu ý đồ của hứa tấn hắn muốn trước khi vào tuyết vực bí cảnh kéo cả đám người thù hận tôi hoàn toàn có thể nghĩ tới một khi tôi bước vào trong đến lúc đối đầu với kẻ thù trong đạo chính tông khác chắc chắn sẽ bị bọn họ bao vây giết hại khương tuyết dương tất nhiên cũng hiểu rõ ý đồ của hứa tấn nhẹ giọng dặn dò tôi sau khi cậu đi vào bên trong đó nếu không phải là cần thiết Tuyệt đối đừng vì tiện xuất hiện ở ngoài sáng. Sư phụ, tôi hiểu rồi. Ừ, hiểu rồi thì tốt. Nói xong, Khương Tuyết Dương lấy cấm bộ từ eo của mình xuống, chuyển giao cho tôi, nói, bí cảnh bị ngăn cách với thế giới vô biên, cậu ở trong đó thì tôi không giúp được gì cho cậu hết. Cấm bộ này đã được Phong Thần ban phúc, bên trong phong ấn một đạo thần niệm của ngài ấy, nếu như cậu thật sự gặp phải đại nạn sinh tử, chỉ cần bóp nát cấm bộ, Phong Thần sẽ tới giúp cậu. Sư phụ, tôi muốn từ chối. Vừa nghe cô ấy nhắc đến thần niệm của phong thần, tôi liền biết rõ cấm bộ này nhất định chính là chiêu bài lớn nhất của Khương Tuyết Dương, cũng chính là bùa hộ thân giữ mạng của cô ấy, là vật mà cô ấy trân quý nhất. Cầm lấy đi, tâm ý của tôi, cậu hiểu mà. Khương Tuyết Dương nhìn tôi nói, tâm ý của cô ấy, tôi đương nhiên hiểu rồi, từ khi tôi gặp được cô ấy đến nay, những gì cô ấy làm tất cả đều vì tôi cả. Tiền kiếp của tham lang một đời dâng hiến cho ma đạo, trận chiến đảo Kim Ngao cô ấy rõ ràng có thể chạy thoát, cuối cùng vì nghe ngóng được ma đạo tổ sư tử trận ở vực trả hồn, đã lựa chọn đắm chìm cùng đảo Kim Ngao. Ngay lập tức, mắt tôi đẫm lệ nhận lấy cấm bộ, tiến bước đi vào pháp trận dịch chuyển. chương 171, hung thú hồng hoang 1. Tôi xài bước dài vào trận dịch chuyển, liền cảm thấy ngũ cảm lục thức hỗn loạn một hồi. Bên tai truyền tới tiếng quỷ khóc thần sầu, rầm rầm không dứt Thân thể giống như bị tê liệt vậy, không khống chế được mà bị kéo vào trong bóng tối hư không cũng không biết đã phiêu giạt trong bóng tối bao lâu tôi mới từ trạng thái tâm trí hoảng loạn hồn lìa khỏi xác mà từ từ tỉnh lại mở mắt ra lại phát hiện bản thân đang rơi xuống một vực sâu không thấy đáy với tốc độ cực nhanh tôi không biết ngự không vội vàng luân chuyển chân khí niệm ra kim quang chú hộ thân thiên địa huyền tông vạn khí bổn căn quảng tu vạn kiếp chứng ngô thần thông tam giới nội ngoại duy đạo độc tôn bổn hữu kim quang phúc ánh ngô thân cấp cấp như luật lệnh kim quang chú này là hộ thân thần chú mà đạo môn thường dùng chỉ cần là cảnh giới chân khí đều có thể phát huy được nhưng mà tốc độ rơi xuống của tôi quả thực quá nhanh rồi cho dù là kim quang chú cũng không thể bảo vệ tôi sau khi liên tục va phải mấy chỗ sườn núi dốc dựng đứng tôi đã ngay lập tức chìm vào hôn mê đợi đến khi tôi tỉnh lại lần nữa thì người đã ở đáy cốc rồi dưới thân là một con suối nhỏ bốc mùi hôi thối nồng nặc tôi đứng dậy trèo lên bờ điều chỉnh hơi thở nửa ngày mới khiến cơ thể hồi phục lại chi giác bắt đầu quan sát tình hình xung quanh. Vận khí của tôi xem như không tệ, đây là dịch chuyển tới thế giới hồng hoang, nơi mà ngày trước thôn thiên ma thôn tính. Thực lực của thôn thiên ma nằm ở đỉnh cao của thiên tôn, bên trong huyền quan của hắn không chỉ có thế giới hồng hoang, mà còn cả vô số cấm địa của người sống, thời không hỗn loạn, khe nứt sâu thẳm, ẩn giấu sát cơ. Nếu như không may bị dịch chuyển vào bên trong đó, với cảnh giới hiện giờ của tôi, ngay tức thì cả thân thể và đạo hành đã tan biến rồi. Nhưng mà đại đa số người đều được dịch chuyển tới chỗ thế giới hồng hoang mà hắn thôn tính nếu không nơi tuyết vực bí cảnh này căn bản không có ai dám bước vào đâu trong sơn cốc có cây cổ thụ vạn năm che lấp bầu trời ánh sáng u tối mờ mịt con suối mà tôi rơi xuống lúc nãy chất nước màu vàng nâu tại hai bên bờ của dòng chảy phảng phất thấy được nhiều loại xương cốt thú vật thậm chí còn có mấy thi thể dị thú vẫn chưa thối giữa hoàn toàn trong đó có một con tọa lang toàn thân đen ngòm hình dáng to lớn tứ chi thô chắc răng nanh trong miệng đều dài đến nửa tắc. Tuy đã ở trong tình trạng thối giữa mất một nửa, da sói vẫn lập lòe ánh kim lộng lẫy như cũ, khó mà tưởng tượng khi nó còn sống là mãnh thú hung hãn đến cỡ nào. Nằm cách con tọa lang đó không xa, còn có xương cốt của một con rắn lớn để lại. Xương rắn dài chừng mấy trượng, xương trắng trồng chất, phạm vi ba thước, đầu rắn uốn lượn dẹp như đầu rồng. Nói là rắn, nhưng lại có hai cánh, xương cánh mỏng, hẹp dài như đao, chắc hẳn chính là phong xà, hung thú hồng hoang được nhắc đến trong Sơn Hải Kinh. Màn trời bị che phủ, nhìn không thấy được vầng trăng hay vì sao, phân biệt không ra phương hướng, nhất thời tôi cũng không biết nên đi về hướng nào. Trên mặt bùa dịch chuyển mà côn lôn phát cho chúng tôi, có ánh sáng luân chuyển, từ trạng thái kích hoạt mà suy đoán được, chắc đã qua nửa ngày rồi. Tuyết vực bí cảnh là khảo nghiệm sinh tồn, cho dù tôi không đi đâu cả, chỉ cần ở trong này chống đỡ qua 7 ngày, thì cũng tính là thông qua khảo nghiệm rồi đấy. Nhưng mà tôi đã tới đây rồi, Chắc chắn không muốn tay không trở về. Khương tuyết dương muốn tôi cẩn thận đề phòng sát cơ của đệ tử đạo môn. Nào biết được. Tôi thế mà lại ngã xuống cái sơn cốc sâu không thấy đáy này. Đến một đệ tử đạo môn cũng không nhìn thấy. Trong sơn cốc này đầy giấy mùi nguy hiểm trùng trùng. Hai cốt của tỏa lang và phong xà càng làm tôi cảnh giác thêm vạn phần. Tôi cũng không muốn ở lại chỗ này thêm một khắc nào nữa. Đành thuận theo dòng suối bắt đầu đi lên phía trên. Càng đi tới phía trước, nước suối càng trong veo. Bởi vì đang ở thượng nguồn một đường đi tới này, tôi nhìn thấy nhiều loại dị thú đến bên bờ khe suối uống nước. May mà đều là mấy con động vật nhỏ như rắn mối, thăn lăn, hươu nước, chuột, không đợi tôi ra tay, đã bị sát khí trên người tôi tỏa ra làm kinh sợ chạy mất rồi. Ước chừng đi được một lúc, tôi tới trước một đầm sâu. Đầm nước trong veo vô cùng, chu vi rộng khoảng chừng 10 trượng, điều kỳ lạ là xung quanh đầm nước lại không có một dấu chân của loài thú nào hết. Lúc này, thần sắc tôi đã mệt mỏi dã rời, cũng không nghĩ nhiều, Nhìn thấy đầm nước trong veo liền dùng để rửa mặt cho tỉnh táo tinh thần. Thế mà còn chưa đợi tôi đến bên bờ đầm nước, đã bất thình lình cảm thấy một luồng sát khí vô cùng hùng mạnh. Sát khí đến từ trong đầm nước, trong chớp mắt đã cuồng bạo, lòng tôi biết sự tình không ổn, liền nhanh chóng lùi về sau. Chính tại lúc này, trong đầm nước cuồn cuộn nổi lên bọt khí, tiếp đó một con dị thú đầu rồng thân rắn toàn thân xích bạch từ trong đầm nước nhảy vọt ra ngoài, nhanh như chớp bổ nhào về phía tôi. Con dị thú này thân dài mười mấy trượng, thân rộng cũng được 5, 6 thước, so với xác rồng hiện thân tại đàm cửu long ngày đó thì không kém hơn bao nhiêu. Xác rồng chín đầu tuy rằng đáng sợ, trung quy vẫn chỉ là đời sau của hồng hoang, mà bây giờ tôi thực sự đang đứng ở trong thế giới hồng hoang thật sự. chương 172, hung thú hồng hoang 2 Tôi biết con dị thú này nguy hiểm, quyết đoán phát ra bộ phong chóc ảnh, ngưng tụ chân khí sẽ toạc ra một dư ảnh, bản thể thật thuận thế dùng tốc độ cực nhanh lùi về sau. Con dị thú ở trong nước không phân biệt được thật giả, há to cái miệng đầy máu tanh ngậm một miếng đã nuốt trọn dư ảnh của tôi vào trong bụng. Sau khi dư ảnh vỡ nát, dị thú mới ý thức được nó đã bị lừa, không kiềm nén được phẫn nộ, gầm lên một tiếng thét về phía tôi. Một tiếng gầm thét này, làm nổi trận cuồng phong, cát bay đá phóng mù mịt. Sóng âm công kích làm tôi chóng mặt hoa mắt, cơ thể càng bị gió tanh mà nó phun trực tiếp thổi bay ra ngoài. Sức mạnh chiến đấu của nó hung hãn, đã vượt xa so với sát rồng, mà hiện giờ tôi không còn có sức mạnh chiến đấu để đối phó với sát rồng nữa tuy rằng tôi có kiếm khí nhưng con dị thú này quả thực có một lớp hộ giáp bọc phải bạc đánh không lại chỉ còn cách chạy mà thôi nhưng ai mà ngờ được con dị thú này tuy rằng có thân hình vô cùng to lớn thế mà tốc độ lại nhanh hơn tôi ngay sau đó lại thêm một đạo sóng âm công kích tôi lần nữa bị ngã lật ngược xuống không đợi tôi trèo lên lại con dị thú đó đã bay vút lên không trung tới phía trên tôi cái miệng to đầy máu tươi lại há ra thè cái lưới khổng lồ mọc đầy móng vuốt đang nhào tới định liếm láp tôi. Nếu như bị nó liếm chúng, chắc chắn chẳng khác nào lăng trì, cho dù không chết, nửa thân máu thịt nhất định cũng sẽ bị róc sạch hết. Thần chú của thất sát tuy rằng bá đạo, nhưng lại vô hiệu khi đối phó với dị thú. Thần chú thất sát tấn công vào tinh thần, có thể làm trọng thương thần thức nguyên thần, thần niệm, thậm chí cả đạo tâm của người khác, mà con dị thú không sợ gì hết này, lại không hề hấn với chiêu này. Sinh tử tồn vong, lúc tôi vừa quyết định bóp nát cấm bộ của khương tuyết dương đột nhiên nghe một tiếng xé gió thảm thiết nhận ra được trong khu rừng sâu nằm ở bên trái tôi có một loài sinh vật đang nhanh chóng bay tới đây tốc độ nhanh đến bất thường không khí tại chỗ này đều vì thế mà nổ tung con dị thú vừa nghe thấy âm thanh đó đáy mắt đều toàn là kinh hãi cũng không lo ăn thì tôi nữa ở trên không lộn một vòng chỉ muốn ẩn náu vào trong nước lần nữa nhưng nào ngờ tiếng xé gió đó vốn không chỉ một lần mà lần thứ hai, lần thứ ba liên tục chuyển đến. Mà chính lúc này, tôi cuối cùng cũng nhìn rõ cái thứ xé gió bay tới là gì, là mũi tên. Dị thú đầu rồng thân rắn tránh được hai mũi tên, nhưng bị mũi tên thứ ba bắn trúng phần đuôi, phát ra tiếng kêu gào thảm thiết, rồi chìm sâu vào trong đầm nước. Tôi hoảng hồn chưa kịp định thần lại, toàn thân đổ ra một tầng mồ hôi lạnh. Không vào hồng hoang, không biết được sự nguy hiểm đáng sợ của hồng hoang. Đối diện với con hung thú này, sợ là đến cảnh giới nguyên thần cũng sẽ run rẩy sợ hãi thật ra đối với việc thời kỳ hồng hoang có thể được xem là nằm trong thời đại hỗn loạn hay không mà đạo tổ sư đã từng có nghi vấn rồi thời kỳ hồng hoang tam kiệt của đạo môn vẫn chưa xuất thế thậm chí rất nhiều thần minh còn chưa đạt được thần vị của bản thân nhân loại của thời đó không tin quỷ thần không tôn kính ông trời toàn dựa vào bản năng sinh tồn và đơn độc chiến đấu dũng cảm kiên định mà vật lộn với tự nhiên cho dù như thế vẫn cứ xuất hiện rất nhiều anh hùng khiến cả thiên thần đều vì đó mà chấn động, tỉ như hậu duệ của xạ lạc cửu nhật, tỉ như khoa phụ, lôi trạch chẳng hạn. Không còn nghi ngờ gì cả, đây chính là thời đại vừa xứng đáng được tôn kính, lại vừa vĩ đại. Sau khi hoàng đế và si Vưu quyết đấu, ánh sáng của các vị thần bắt đầu chiếu rọi nhân gian, đoạn lịch sử hồng hoang ấy cũng theo sự xuất thế của các vị thần mà bị lãng quên một cách đáng buồn. Bởi vì anh hùng của dân tộc ở thời đại này quá mức cường đại, khiến cho các vị thần cũng cảm thấy bị lu mờ. Sau đó, hai đạo tiên nhân theo lệnh trời mà xuất thế, liền thẳng thừng đem hồng hoang sát nhập vào thời đại hỗn loạn, được gọi là thời kỳ đầu của thời đại hỗn loạn. Tiếp sau đó nữa, mà đạo xuất thế, mà đạo tổ sư hoài niệm thần uy làm dung chuyển trời đất của anh hùng hồng hoang, muốn giúp hồng hoang phân chia kỷ nguyên lần nữa, nhưng lại bị hai đạo tiên nhân đồng thanh phản đối, chỉ đành từ bỏ. Khiến tôi không thể nào ngờ tới là, người bắn ba mũi tên đẩy lùi dị thú lại chính là một cô bé dị tộc. Nhìn vóc dáng ước chừng tầm 12, 13 tuổi, đầu quấn vô số bím tóc, trên mặt bôi đầy thuốc màu, đang đứng dựa vào cái cây to, chừng đôi mắt to hung dữ sáng rực nhìn tôi. Cô bé cứu tôi một mạng, lòng tôi vạn phần cảm kích, liền đi đến chỗ cô bé chuẩn bị cảm tạ. Nào ngờ, cô bé không có một chút sợ hãi khi đối phó với dị thú này, mà lại rất sợ sệt một nhân loại như tôi. Tôi còn chưa đến gần, cô bé liền lộ vẻ kinh sợ xen lẫn hoảng loạn, liên tục lùi về sau. Cảm ơn nhóc đã cứu ta tôi chỉ có thể đứng ở vị trí cũ để cảm tạ ngươi là yêu nhân đến từ thiên ngoại sao lời của cô bé làm tôi cảm thấy kỳ lạ trong nháy mắt tôi lại không nhịn được mà bật cười tôi nhờ pháp trận dịch chuyển để tới nơi này đối với bọn họ mà nói thì tất nhiên cũng là khách tới từ thiên ngoại rồi vâng tôi gật gật đầu hư, sớm biết như vậy ta đã không cứu ngươi rồi a ma nói các ngươi không phải người tốt cô bé bĩu môi nói tại sao chứ các ngươi cứ cách một đoạn thời gian thì lại tới chỗ của bọn ta mỗi lần tới đều mang đến một trận tai họa. A Ma nói, linh khí của đất trời tại thế giới của bọn ta ngày càng ít đi, đều là tại đám yêu nhân các ngươi lấy từ nơi này đi hết đó. Chương 173, Hậu nghệ tộc nhân 1. Cái gọi là linh khí của trời đất chính là một loại sóng năng lượng hay thường gọi là từ trường sản sinh ra khi tiên thiên ngũ hành giao thoa. Thời đại mặt pháp linh khí bị loãng, mà tuyết vực bí cảnh do huyền quan của thôn tiên ma diễn hóa, vẫn còn sót lại lượng lớn linh khí tinh khiết nồng hậu của trời đất như trước đây. Mỗi lần côn lôn chọn rể đều có hàng loạt tinh anh của đạo môn bước vào trong bí cảnh này, lợi dụng pháp trận hoặc pháp bảo để hấp thụ linh khí của trời đất tại nơi đây. Mà cái gọi là cơ duyên tu đạo, chính là từ trong chỗ linh khí này cảm ngộ biến hóa sinh khắc của tiên thiên ngũ hành, chạm tới đại đạo. Đại đạo huyền ảo mơ hồ, cũng không phải chỉ có đạt tới cảnh giới hợp đạo mới có thể cảm ngộ được, mỗi một cảnh giới trong tu hành đều có thể từ trong đại đạo tiếp thu chân nghĩa và cách nhanh nhất trong số đó, chính là hấp thụ linh khí của trời đất càng nhiều thì cảm ngộ càng cao. Tuyết vực bí cảnh là một thế giới nhỏ độc lập, linh khí không thể tái sinh, mỗi lần hấp thụ một phần liền giảm bớt đi một phần. Linh khí giảm đi, tà khí tăng lên, chúng sinh suy yếu, dần dần thế giới huyền quan sẽ biến thành vùng đất chết chóc. Côn lôn chọn rể sở dĩ mỗi lần đều có thể thu hút nhiều đệ tử đạo môn tham gia đến vậy, thì linh khí này vốn là một trong số các nguyên nhân. Thậm chí đối với những người gặp trở ngại trong tu hành mà nói, linh khí so với côn lôn tiên tử còn quan trọng hơn nhiều. Tôi đến nơi này cũng vì cơ duyên, thế nên lúc nghe cô bé gọi chúng tôi là yêu nhân cũng không có gì để nói. Nơi này là chỗ nào vậy? Tôi hỏi, ta mới không nói cho người biết nơi đây là lãnh thổ của tộc Đông Di đâu. Cô bé bĩu môi nói, được thôi, ta biết rồi, nơi này là lãnh thổ của tộc Đông Di. Cô bé tự biết mình đã lỡ lời, vừa xấu hổ vừa tức giận, giữ dằn chừng mắt nhìn tôi một cái nói, ngươi mau đi đi, để tộc nhân của ta nhìn thấy ngươi, nhất định sẽ không tha cho ngươi đâu. Nếu như tộc nhân của nhóc sẽ không tha cho ta, thì nhóc tại sao lại cứu ta chứ? Ai cứu ngươi cơ chứ, ta muốn giết con ngân ly đó, a ma bệnh rồi, chỉ có nội đan của ngân ly mới có thể cứu bà ấy. Đáng tiếc tiến pháp của ta không tốt, vẫn để cho nó chạy thoát mất rồi. Cô bé nói câu này, thần tình buồn bã, khóe mắt ửng đỏ. Giải thích ngân ly là con ly màu bạc, có nghĩa là một con rồng không sừng hoặc một con quỷ núi trong thần thoại Trung Quốc. Rồng không sừng là một mô típ phổ biến trong nghệ thuật Trung Quốc cổ đại Hết giải thích, có thể đưa ta đến gặp A-ma của nhóc không? Nói không chừng ta có thể cứu bà ấy đó Tôi thấy cô bé này đơn thuần vô hại, lại có tấm lòng hiếu thuận, rất muốn giúp cô bé Chân khí đạo môn không chỉ có thể dùng để phát huy pháp thuật thần thông Cũng có thể giúp người khác khai thông kinh mạch chữa bệnh điều dưỡng Khí công chữa bệnh trong thế tục không phải đều là giang hồ lừa đảo Chỉ là đại đa số người không biết được công dụng này của chân khí mà thôi Io nhân các người chỉ đem lại tai họa cho bọn ta, ta không tin người sẽ cứu được a ma của ta đâu. Vậy thế này đi, ta giúp nhóc dụ con ngân ly đó ra, đợi nhóc giết chết nó xong rồi đưa ta đi gặp a ma của nhóc được không? Ngân ly đã chịu thiệt một lần, sẽ không ra ngoài lần nữa đâu. Ha ha, vậy nhóc cứ đợi ở đó mà xem đi nha. Nhưng mà nhóc nhất định phải trông chừng ta, ta chỉ có năng lực dụ nó ra mà thôi, chứ không có năng lực để giết chết nó đâu. Thật sao? Cô bé nửa tin nửa ngờ nhìn tôi tôi không nói tiếp tục nhiều lời với cô bé lần nữa đi về chỗ đầm sâu đó ngân ly trúng một mũi tên của cô bé lần này khẳng định sẽ không dễ dàng hiện thân nhưng tôi có cách ép nó ra ngoài thứ gọi là hung thú bên trong cơ thể ẩn chứa một bản năng giết chóc nguyên thủy chỉ cần tôi kích thích bản năng giết chóc của nó làm loạn tâm trí của nó nó chắc chắn sẽ lại nhào tới tấn công tôi thần chú thất sát không có hiệu quả hù dọa ngân ly nhưng nếu như tôi để sức mạnh thất sát chuyển động trong kiếm khí của tôi bản năng giết chóc của Ngân Ly chắc chắn cùng với kiếm khí của tôi sản sinh ra cộng hưởng. Ngay sau đó tôi âm thầm ngưng tụ sát tâm, làm sát ý và chân khí dung hợp lại, ánh sáng của thanh kiếm pháp sư trai chám trong tay lưu chuyển, sinh ra kiếm khí. So với lúc trước ở Tam Mao Quán, kiếm khí hiện tại của tôi càng thêm ác liệt khó kiềm chế hơn. Tôi quay quanh đầm nước bắt đầu phô diễn kiếm pháp, kiếm pháp đến từ kiếm phổ mà tôi đọc được ở Vương Gia, tôi loại bỏ mấy thứ tạp nham chỉ giữ lại tinh hoa, tuy rằng không ra thể thống gì, nhưng mỗi chiêu kiếm lại đều phù hợp với tâm ý của tôi. Theo đà chiêu kiếm liên tục được phô diễn ra, kiếm khí của tôi cũng đột một tăng lên. Kiếm khí hất tung lá rơi trên mặt đất lên cao, đất trời một mảng sơ sắc tiêu điều, điều, không khí hào hùng dần dần sinh ra. Có vô số cây xào sạc đổ xuống, sức mạnh kiếm khí vô tận cuồn cuộn tuôn trào. Chỉ là đạo hành của tôi không đủ tinh thông, sát tâm chưa đủ, kiếm khí chỉ có mỗi sức mạnh mà không có thần uy. Thiên dư vạn vật dư nhân, Nhân vô nhất Phật sư Thiên, quỷ thần minh minh, tự tư tự lượng, giết. Nhiệm xong câu sấm ngữ, tôi đâm một kiếm vào trong nước. Đâm nước bị khuấy động, sát cơ cuộn trào mãnh liệt. Rất nhanh tôi liền cảm giác được một luồng nguy hiểm đáng sợ khủng khiếp truyền tới từ trong nước, vội vàng giật mạnh lùi lại phía sau. Gào, ngân ly lần nữa nhảy vọt ra khỏi mặt nước, đôi mắt đỏ ngầu bao hàm phẫn nộ cùng cực. Bản năng giết chóc trực tiếp khiến nó rơi vào trạng thái điên cuồng, bất chấp tất cả mà bổ nhào về phía tôi. Tôi vội vã xé toạc ra một đạo dư ảnh, ai ngờ con ngân ly này đã chịu thiệt một lần, căn bản không bị dư ảnh đánh lửa lần nữa, ngẩn đầu nhảy vọt qua, vẫn như cú hung hăng bám lấy tôi không buông. chương 174, Hậu nghệ tộc nhân 2 Từ lúc con ngân ly ra khỏi mặt nước cô bé tộc Đông Di đã bắt đầu bắn tên, nhưng mà con ngân ly đã trở nên điên cuồng tốc độ cũng tăng lên đến mức giới hạn, lại thêm có một thân vải bạc, hoàn toàn không thèm đếm xỉa đến mũi tên của cô bé. Lần này làm quá chấn rồi, tôi chỉ hận cha mẹ sinh ra thiếu hai cái chân. Liều mạng chạy vào sâu trong rừng, chạy quanh cây cổ thụ vạn năm để rằng co với nó. Nào ngờ thân thể của con ngân ly cực lớn, động tác lại hết sức xảo quyệt. Thay vì nói tôi đang quấn quanh nó, ngược lại phải nói là nó đang quấn quanh tôi. Theo sau một tiếng vang cực lớn như xé toạc cả không khí, cái đuôi của ngân ly tàn nhẫn quét trúng cơ thể của tôi. Kim quang chú ngay lập tức vỡ nát, dây tiếp theo cả người tôi bị đánh bay lên không trung ngân ly lại hét lên một tiếng gầm gừ mở to cái miệng đầy máu bay vút lên cao nhào về phía tôi mắt thấy cái miệng to đầy máu của ngân ly đã gần trong gang tấc cô bé đột nhiên phát ra một tiếng huyết sáo dài nhìn cô bé chỉ là một đứa trẻ nhưng tiếng huyết sáo dài này lại cho tôi cảm giác đất động núi rời con ngân ly đã đã hoàn toàn mất đi lý trí nghe thấy tiếng huyết sáo sự hung bạo giảm đi rất nhiều động tác cũng không tự chủ được mà chậm đi vài phần tôi quay đầu nhìn sang một chút cô bé tộc Đông Di đang chạy rất nhanh tới chỗ con ngân ly này. Vừa chạy vừa đạp lên cây cổ thụ bên cạnh để lấy đà vượt lên không chung, mỗi lần đạp một bước, thân thể càng bật cao lên một chút. Đợi đến lúc người của cô bé ngang bằng độ cao với ngân ly, liền bắn ra một mũi tên. Mũi tên này bao hàm cả uy áp hủy diệt, so với những mũi tên mà cô bé đã bắn lúc trước còn khủng khiếp hơn nhiều. Phập, mũi tên từ mắt trái của ngân ly xuyên qua mắt phải rồi bay ra. Ngân ly phát ra tiếng gào thảm thiết chấn động trời đất, thân thể điên cuồng quấn quéo trên không trung, lại đánh một cái quét chúng tôi. Cú đánh mạnh này trực tiếp khiến tôi nôn ra một ngụm máu tươi lớn, ngã thật mạnh xuống đất. Mũi tên cuối cùng mà cô bé bắn ra gần như đã lấy hết toàn bộ sức lực của cô bé, bên này tôi ngã xuống, thì cô bé cũng rơi xuống cùng lúc. Tuy rằng Ngân Ly bị mũi tên xuyên qua hai mắt, nhưng Trung Quy vẫn là thú giữ hồng hoang, rắn chết vẫn còn nọc, cứ như cũ nằm ở trên mặt đất liều mạng quằn quại lăn qua lăn lại. Quan trọng nhất là khoảng cách giữa nó và cô bé rất gần nhau, mà cô bé từ sau khi rơi xuống cũng không đứng lên nổi nữa, chỉ biết chừng đôi mắt lớn tràn đầy kinh hãi mà nhìn Ngân Ly. Tôi vật lộn đứng lên, nhấc kiếm đi về phía Ngân Ly. Tôi biết nó ra cứng thịt dày, kiếm khí chỉ có thể tập trung vào vị trí mắt đã bị thương của nó, rất nhanh đã rời sự chú ý của nó từ cô bé sang bên này. Sau đó tôi lần nữa lợi dụng cổ thụ để đọ sức với nó, không ngừng phóng kiếm khí đâm nó. Cứ như vậy qua nửa ngày, đợi đến khi từ từ chặt hết sinh cơ của ngân ly tôi cũng vì thế mà chân khí cạn kiệt lần nữa rơi vào hôn mê đợi đến khi tôi tỉnh lại người đã nằm trên giường đây là một căn phòng gỗ tia sáng âm u trên bàn đang đốt đèn dầu lờ mờ không biết dùng dầu gì để đốt mà ngửi được một mùi thơm thoang thoảng kỳ lạ trên vách tường có treo tấm da thú và cung tên còn có mấy bộ quần áo may bằng vải bố tôi vừa ngồi dậy một phụ nữ trung niên ăn mặc rách dưới mở cửa bước vào trong sắc mặt người phụ nữ này vàng vọt, nhìn ngũ quan giống hệt cô bé kia, chắc đây chính là ama à mà cô bé nhắc tới rồi. người đã tỉnh rồi, cơ thể cảm thấy thế nào? người phụ nữ đó hỏi. cô bé kia bây giờ ra sao rồi? a à, lê sớm đã không sao rồi, bây giờ nó đang đi hái thuốc cho người đó. mới đầu người phụ nữ đó còn mang mấy phần cảnh giác nhìn tôi, nhưng tôi vừa tỉnh lại đã hỏi con của bà ấy thế nào rồi, bà liền biết tôi không phải loại người xấu kia, thái độ cũng trở nên dịu dàng hẳn. tiếp sau đó trong khi chúng tôi đang trò chuyện, tôi cũng đã nắm rõ nơi đây rốt cuộc là chỗ nào. Lúc đầu nghe cô bé kia nói về tộc Đông Di, tôi liền cảm thấy có chút quen thuộc, thì ra tộc Đông Di này chính là bộ lạc của đại anh hùng hùng hoang hậu nghệ, khó trách cô bé kia tuổi còn nhỏ mà tiến pháp đã có uy lực khủng khiếp đến vậy. Đối với nguồn gốc sức mạnh chiến đấu của anh hùng hồng hoang, từ xưa nhân gian đã lưu truyền hai cách nói. Một bên nói sức mạnh chiến đấu của bọn họ chủ yếu dựa vào hấp thụ linh khí của trời đất, thời kỳ hồng hoang vạn tộc vẫn chưa được khai hóa, Linh khí trong trời đất vẫn vô cùng dày đặc, vì thế mới xuất hiện nhiều bậc anh hùng như vậy. Còn có một cách nói khác là Ma đạo tổ sư đề ra, ông ta nói sức mạnh chiến đấu của anh hùng hồng hoang chủ yếu có nguồn gốc từ huyết mạch. Trên người dân cư hồng hoang đang chảy huyết mạch của thái cổ ma thần, mà những thái cổ ma thần này đã từng phân tranh với thiên đạo. Ma thần chưa chắc thật sự chính là ma, chẳng qua thắng làm vua thua làm giặc, thiên đạo thượng vị thì bọn họ chỉ có thể xưng làm ma thần mà thôi. Tuổi của cô bé kia chẳng qua chỉ có 12 13, một mũi tên xé gió cũng đã có uy lực hủy diệt một mảng trời đất, đây tuyệt đối không đơn giản chỉ dựa vào hấp thụ linh khí của trời đất mà có thể thu luyện thành công được, hơn nữa linh khí ở đây căn bản cũng không hề dày đặc. Bây giờ nghe người phụ nữ này nói bọn họ chính là tộc nhân của Hậu Nghệ, tôi mới bắt đầu công nhận cách nói của Ma đạo tổ sư, sức mạnh chiến đấu của anh hùng Hồng Hoang chắc hẳn có liên quan tới huyết mạch. Chương 175, cuộn tranh gia thú 1 Tuy đã hiểu sức mạnh khủng khiếp của cô gái có thể đến từ huyết mạch nhưng tôi vẫn cảm thấy vô cùng nghi ngờ về nó. Vạn vật trong trời đất đều có quy luật vận hành và phát triển, tuy nói vạn vật chúng sinh đều có cơ duyên tiếp xúc, từ đó rút ra được quy luật vốn có của vũ trụ, nhưng lại không thể kế thừa và phát huy, chỉ có thể cảm ngộ dựa vào chính bản thân mình. Sức mạnh anh hùng thời hồng hoang này có thể so sánh với thần Phật, nhưng sức mạnh của họ lại có thể thông qua huyết mạch để lưu truyền lại, rốt cuộc họ đã làm điều này như thế nào? mãi cho đến khi tôi ra khỏi bí cảnh khương tuyết dương mới nói đáp án của câu hỏi này cho tôi biết khương tuyết dương nói cái gọi là huyết mạch thực chất chính là ý chí ma thần bị phong ấn mặc dù ma thần thời thượng cổ đã chết nhưng ý chí lại không bị tiêu diệt vì vậy đạo trời đã phong ấn ý chí ấy vào huyết mạch đời sau của họ dần dần phân hóa với việc hậu nghệ của ma thần sinh sôi ngày càng nhiều thì sức mạnh ý chí bị phong ấn trong huyết mạch cũng càng ngày càng yếu ớt cho đến khi ý chí ma thần không thể thức tỉnh được nữa từ đó mới có thể coi ma thần thượng cổ đã hoàn toàn bị diệt trừ. Tôi và người phụ nữ nói chuyện chưa được bao lâu thì thấy cô bé tên A Lê đi từ ngoài vào. Thấy tôi đã tỉnh, khuôn mặt nhỏ vốn đang buồn bã của A Lê lập tức xuất hiện nét vui mừng. A Lê, đã tìm được thảo dược chữa trị thương cho ân nhân chưa? Người phụ nữ hỏi, chưa à, A Lê tỏ ra thất vọng, tôi bèn nói, không sao, tôi có thể tự chữa được vết thương của mình. Tuy rằng tôi bị thương hôn mê nhưng cũng không ảnh hưởng đến gân cốt, chỉ là khí huyết nhất thời bị rối loạn, dùng linh khí của trời đất điều dưỡng nửa ngày là có thể bình phục. Người phụ nữ thấy tôi bắt đầu điều hòa hơi thở bèn nhìn tôi với vẻ như có ý tứ sâu xa, một lúc sau mới rời khỏi căn phòng. A à, Lê không đi mà ở lại nhìn tôi ngồi thiền bằng ánh mắt tò mò. Mặc dù cô bé không hiểu tôi đang làm gì nhưng cũng biết giữ im lặng. Cô bé ngồi yên được một lúc rồi mở cửa đi ra ngoài. Lần ngồi thiền này của tôi kết thúc khi ngoài trời đã hoàn toàn tối mịt. Lúc đẩy cửa đi ra thì phát hiện hai mẹ con họ đang trông đèn đợi tôi ở bên ngoài, trên bàn bày sẵn đồ ăn thức uống. Phần lớn các món ăn đều làm từ các loại thịt và nấm, hình thức cũng không được bắt mắt. Cư dân hồng hoang không giỏi nấu ăn, chỉ coi trọng nguyên liệu thực phẩm, không coi trọng cách nấu. Tôi ăn mấy miếng cảm thấy nhạt như nước ốc, nhưng A Lê lại ăn rất ngon miệng, chắc là đã đói lắm rồi. Sức ăn của cô bé cũng khiến tôi hơi bất ngờ, một bàn đầy đồ ăn gần như bị cô bé nuốt hết vào bụng người phụ nữ rõ ràng đã ăn nội đan của ngân ly tôi thấy sắc mặt của bà ấy tốt hơn rất nhiều so với trước đó ngân ly thuộc mộc trong ngũ hành lại do sống dưới nước trong thời gian dài nội đan vừa có tinh khí trùng lâu vừa mang tinh khí quý thủy trùng lâu là mộc tinh nắm giữ cơ hội sống ở mộc ti còn quý thủy thai ngén vạn vật nội đan của nó là thuốc thánh để tẩm bổ cho phụ nữ nhưng tôi thấy giữa hai đầu lông mày của bà ấy là sự phiền muộn đang đeo bám chắc là nội tạng kinh mạch có vấn đề không phải chỉ cần dùng thuốc và châm cứu là có thể trừ tận gốc được tôi có lòng giúp bà ấy nên hỏi về nguồn gốc căn bệnh dường như người phụ nữ không thích nói nhiều vẫn là a lê kể cho tôi nghe về quá trình bị thương của mẹ cô bé bộ tộc đông di trước đây vốn không ở nơi này mà họ sống ở một vùng đồng bằng hoa cỏ tốt tươi phía trên thung lũng từ sau khi côn lôn bắt đầu kén rể thì cứ cách một khoảng thời gian là nơi này lại xuất hiện một đám người tu hành đạo môn ngang ngược họ ra tay với tộc người đông di một cách trắng trợn không kiêng rè gì Người trong tộc của hậu nghệ tuy có tài bắn cung nhưng sức mạnh trong huyết mạch không phải ai cũng có, càng không biết phải làm thế nào để đối phó với đám người tu hành tinh thông pháp thuật, cứ nhìn thấy chất giật sấm rền là sẽ sợ hãi run rẩy, không dám tiến lên, gọi họ là yêu nhân bên ngoài. Điểm này cũng rất dễ lý giải, ban đầu khi thôn thiên ma nuốt chửng thế giới hồng hoang này, nhân gian vẫn chưa có đạo môn, càng không có các loại pháp thuật. Bộ tộc đông di cứ dần lùi lại nhưng vẫn không có cách nào hoàn toàn tránh được người tu đạo đến từ bên ngoài, Cuối cùng, ở vào khoảng hơn 100 năm trước đã chuyển từ phía trên xuống thung lũng sâu này. Trong thung lũng có rất nhiều hung thú, lại còn có hai kẻ thù không đội trời chung của tộc Đông Di nữa. Một là hung thú tạc sĩ, một là hung thú cửu anh, hai con quái thú này đều thích môi trường tối tăm, ẩm ướt dưới lòng đất. Tổ tiên của chúng đều bị hậu nghệ giết, tạc sĩ bị hậu nghệ bắn chết ở núi Côn Lôn, cửu anh bị hậu nghệ bắn chết ở hung thủy thuộc Bắc Địch. Trăm năm sau... Tộc Đông Di đã chiến đấu với tạc sĩ và cửu anh ở trong thung lũng sâu thẳm ngày không thấy mặt trời đêm không thấy ánh trăng này. chương 176, Cuộn tranh gia thú 2 Mười năm trước, thú tộc của tạc sĩ đã mở cuộc tấn công lớn vào bộ tộc Đông Di. Toàn bộ đàn ông trong tộc đều tham gia trận chiến, thương vong nặng nề, cha của A Lê cũng hy sinh trong trận chiến này. Đợi sau khi thú tộc của tạc sĩ rút lui, bộ tộc Đông Di đã tan hoang sơ xác chỉ còn lại phụ nữ trẻ em già nua ung yếu, làm sao ngăn được lần tấn công tiếp theo của thú tộc tạc sĩ, huống hồ còn có thú tộc cửu anh đang lén lút rình mò. Trong thời khắc bộ tộc Đông Di đang đau khổ tuyệt vọng nhất, huyết mạch hậu nghệ trong cơ thể người phụ nữ này đã thức tỉnh. Bà ấy bảo người trong tộc chế tạo mũi tên kim loại trong nhiều đêm liền, sau đó có Nga Lê năm đó mới chỉ 2 tuổi lên lưng, đưa toàn bộ người trong tộc cùng đến lãnh địa của thú tộc tạc sĩ để trả thù. Trận chiến đó, mũi tên của bà ấy bắn ra như mưa, bộ tộc tạc sĩ máu chảy thành sông, hoàn toàn bị tiêu diệt sau khi cửu anh nhận ra huyết mạch bên trong người phụ nữ đã thức tỉnh biết bà ấy là sự đe dọa lớn nhất bèn quay lại đánh úp bà lúc này bà ấy đã sức cùng lực kiệt cho dù được người trong tộc liều mình bảo vệ nhưng vẫn bị thương nặng bị độc mà cửu anh nhả ra làm tổn thương nội tạng từ đó về sau bà ấy vẫn luôn phải chịu đựng sự tàn phá của hỏa độc sức sống ngày càng lụi tàn nhưng chỉ cần bà ấy vẫn còn sống thì cửu anh sẽ không dám đến xâm phạm bộ tộc đông di a à, lê nói xong tôi lập tức cảm thấy cung kính nể phục người phụ nữ này. Không ngờ người phụ nữ tầm thường trước mắt lại có chiến tích một mình tiêu diệt cả bộ tộc lẫy lừng và huy hoàng như thế. Ngày hôm sau, A Lê đưa tôi đi tham quan bộ tộc Đông Di. Đúng là một vùng đất hoang vu chưa chừng thấy, không đến mức là vườn không nhà trống nhưng cũng rất hiếm khi nhìn thấy có bóng người. A Lê nói, lúc bộ tộc tạc sĩ chưa đến xâm chiếm, bộ tộc của họ có đến hơn ngàn người, nhưng nay chỉ còn lại chưa đến một trăm, mà trong số đó có đến hơn một nửa là phụ nữ và con gái, có cực kỳ ít con trai, việc duy trì nòi giống cho tương lai đang gặp vấn đề. Dù rằng sức sống của bộ tộc Đông Di ở nơi này bị lụi tàn, nhưng suy cho cùng họ vẫn được coi là may mắn, bởi vì tộc người Đông Di ở thế giới ngoài kia đã không tồn tại nữa rồi, thậm chí cả thế giới hồng hoang đều đã biến thành cát bụi lịch sử. Thôn Thiên Ma là ma thú đầu tiên của hồng hoang, nhưng kẻ hủy diệt hồng hoang thì không phải nó, mà ngược lại chính nó đã giữ gìn phần lãnh thổ cuối cùng của thế giới hồng hoang. Cho dù là bộ tộc Đông Di hay xương cốt của những hung thú hồng hoang mà tôi đã thấy trước đó đều không thể lại xuất hiện ở nhân gian được nữa. Tôi đến nơi này là để tìm cơ duyên, nhưng sau khi nhìn thấy hiện trạng sinh tồn của bộ tộc Đông Di, tôi không định nghĩ cách để trở lại mặt đất nữa, mà sẽ ở lại nơi thâm sơn cùng cốc tối tăm mù mịt này truyền dạy cho người của bộ tộc Đông Di cách tu hành. Trước tiên, tôi dùng linh khí của trời đất chữa khỏi bệnh cũ cho mẹ Ale, sau đó bảo cô ấy gọi người trong tộc đến đây học đạo với tôi. Điều khiến tôi cảm thấy kỳ lạ đó là từ đầu đến cuối, mẹ của A Lê luôn giữ thái độ rất bình thản với tôi, không kiêng kỵ thân phận yêu nhân của tôi như những người khác. Tôi không chỉ dạy họ cách tu đạo mà còn nói cho họ biết phải làm thế nào để đối phó với pháp thuật cao siêu của kẻ tu hành, nói cho họ biết mưa gió sấm chấp đều là do con người tạo ra, không phải là sức mạnh của thần tiên. Thời gian 7 ngày trôi qua rất nhanh, suốt thời gian đó tôi không gặp được bất cứ một đệ tử đạo môn nào, cũng không biết họ có cảnh ngộ và cơ duyên gì, A à, Lê nói ở đây có hung thú, đồng bằng ở phía trên cũng vậy, hơn nữa còn nhiều hơn cả trong rừng sâu dưới thung lũng. Đáy thung lũng tối tăm một ngạt, đầy rẫy chết chóc, số lượng hung thú so với trên kia có thể coi là cực ít rồi. Nếu không phải do những kẻ tu hành thích nhắm vào bộ tộc Đông Di thì họ cũng không muốn cắm dễ sinh tồn ở nơi này chút nào. Bọn chúng nhắm vào mọi người vì điều gì? Tôi hỏi. Bọn chúng nói trong máu của bọn ta có linh khí, muốn bắt giết người của bọn ta, uống máu của bọn ta. A Lê nói với vẻ căm hận: Nếu đã như vậy, tại sao nhóc lại cứu tôi? Ngay từ đầu nhóc đã có thể đoán ra tôi là yêu nhân rồi mới đúng chứ? Ngươi đi theo ta, A à Ma muốn ta đưa ngươi đi xem một thứ. Tôi đi theo A Lê đến một ngôi miếu thờ, nói là miếu nhưng cũng chỉ là một căn phòng nhỏ được dựng từ gỗ mà thôi. Nhà gỗ của bộ tộc Đông Di tan hoang đổ nát nhưng ngôi miếu thờ này lại được tu sửa vô cùng hoàn chỉnh và chắc chắn. Bên trong được quét dọn sạch sẽ, gọn gàng. Trong miếu thờ cúng tượng thần hậu nghệ. Hậu nghệ dương cung lắp tên, ngẩng đầu nhìn trời, như muốn bắn rơi mặt trời trên đó xuống vậy. Ngoài bức tượng thần của hậu nghệ, trong miếu còn thờ một cuộn tranh gia thú. Người mở ra xem thử đi, A à, Lê nói với tôi, tôi vừa cầm cuộn tranh trong tay, trong lòng chợt trỗi dậy một cảm giác lạ thường. Đến khi tôi vừa mở ra thì đã lập tức sững sờ. Trên cuộn tranh vẽ bóng lưng một người đàn ông mặc đạo bào màu đen như mực, ở xung quanh là trăm con thú đang quỳ dạp không dám đứng lên. Chính là ma đạo tổ sư chương 177, A Lê Thức Tỉnh 1. Tôi chưa từng nghĩ rằng sẽ nhìn thấy bước chân dung của ma đạo tổ sư ngay tại đây, vậy chứng tỏ ông ta đã từng đến bí cảnh này, từ thời gian suy đoán thì chắc hẳn có tồn tại khả năng đó. Thôn thiên ma giáng xuống vào giai đoạn giữa của thời đại hỗn loạn, nghe nói là bị cửu thiên huyền nữ mang theo vô số vị thiên thần tự tay giết hại. Sau khi tiên đạo được lập nên, cửu thiên huyền nữ liền đem huyền quan của thôn thiên ma tặng cho tiên đạo tổ sư, từ đó về sau huyền quan của thôn Thiên Ma đã trở thành bí cảnh tuyết vực mà đệ tử của Tổ Đình Tiên Đạo Côn Lôn sử dụng để luyện tập. Tuy rằng chỗ huyền quan này nằm trong tổ đình của Côn Lôn, nhưng mà với thần thông của Ma đạo tổ sư đến cả quỷ thần cũng khó lường được, muốn đi vào đây thì vốn là chuyện rất dễ dàng. Nhìn thấy bức chân dung của Ma đạo tổ sư, tôi đã hiểu vì sao ông ta đề ra cách nói về huyết mạch rồi, bởi vì ông ta từng tới đây, cũng tận mắt chứng kiến sức mạnh của huyết mạch Thậm chí tiên đạo và các vị thần chắc chắn cũng biết về sự tồn tại của huyết mạch, nhưng mà bởi vì việc này liên quan đến điều cấm kỵ của tiên đạo, bọn họ không dám nói ra chỉ có thể quy kết cho linh khí. Mà ma đạo tổ sư lại không hề kiêng kỵ, nghĩ cái gì liền nói ra cái đó. Đợi tôi từ kinh ngạc dần dần bình tĩnh trở lại, nghe A Lê nói với tôi, đi thôi, người cũng đã thấy bước chân rung rồi. A à ma ta nói hôm nay ngươi sẽ rời đi, bà ấy có lời muốn nói với ngươi. Tôi xếp bức tranh cuộn lại ngay ngắn đặt trên tủ thờ, rồi theo chân a lê đi ra khỏi miếu thờ bức tranh cuộn bằng da thú bây giờ chỉ là một cuộn tranh bình thường mà thôi tôi không hề cảm nhận được bất kỳ hơi thở nào của ma đạo tổ sư còn tồn tại bên trong đó có lẽ ông ta đã từng lưu lại thần niệm vào bên trong chỉ là thần niệm đã tan biến rồi trên đường đi a lê nói bức tranh cuộn này trước đây vẫn luôn được giữ trong nhà của họ từ nhỏ cô bé đã thấy qua vô số lần ngày hôm đó sở dĩ cô bé ra tay cứu tôi chính vì cảm thấy tôi rất giống người ở trong bức chân dung Điểm giống nhau tất nhiên không phải nói tới ngũ quan, mà là như cách Phật gia từng nói, khí chất rất giống. A ma của nhóc có từng nói cho nhóc biết người trong bức chân dung là ai không? Tôi hỏi, không có, A ma chỉ nói đây là ân công, là ân công của bộ tộc đông gì bọn ta. Quay về nhà của A Lê, A ma của cô bé đã đang đợi tôi rồi. Không giống như ngày thường, hôm nay bà ấy thay một thân giáp thú mà chỉ mặc khi chiến đấu, trên mặt bôi đầy thuốc màu có phải ngươi đã nhìn thấy bức tranh cuộn trong miếu thờ rồi phải không? Người phụ nữ hỏi tôi, vâng, bức tranh cuộn bằng da thú đó là từ tổ tiên truyền lại, đã có lịch sử hơn 3.000 năm rồi. Bà có biết người trong bức chân dung là ai hay không? Tôi lại hỏi vấn đề này, tộc nhân không nhắc tới tên của ngài ấy, chỉ nói ngài ấy vĩ đại giống tổ tiên bọn ta. Người phụ nữ nói, ông ta quả thật là một người rất vĩ đại. Tôi nói, tổ tiên bọn ta có thể bắn hạ chín mặt trời trên trời, Ông ta có công trạng gì có thể so sánh với ngài ấy cơ chứ? A à, Lê nghiêng đầu hỏi, hậu nghệ bắn hạ nhiều bất hạnh của Hồng Hoang, ân huệ cứu dân thoát khỏi biển khổ, mà đạo tổ sư ta pháp truyền lục đạo ban tặng chúng sinh cơ duyên tu đạo. Cô bé nói xem là vị nào vĩ đại hơn chứ? Ta không biết, A à, Lê nghĩ một lúc nói, anh hùng phải đặt ở cùng một thời đại mới có thể phân biệt cao thấp. Những gì gọi là thời thế tạo anh hùng, tại thời đại Hồng Hoang tộc nhân bắt đầu giấy lên loạn thế hung thú, đạo tổ sẽ không đi truyền đạo mà trong thời đại hỗn loạn lúc che giấu đi ngược lại thiên đạo của đạo tổ, cũng sẽ không xuất hiện anh hùng như Hậu Nghệ. Hơn nữa việc Hậu Nghệ bắn hạ chín mặt trời, đến từ lời đồn trong thần thoại nhân gian chưa chắc là thật. Tộc nhân chỉ biết 10 năm trước ta đã diệt sạch tộc thú tạc sĩ trong một trận chiến, nhưng họ không biết nếu như không có sự giúp đỡ của vị trong bước chân dung, thì nữ lưu yếu đuối như ta làm sao có thể thức tỉnh toàn bộ huyết mạch Hậu Nghệ. Người phụ nữ nói, giải thích quái thú tạc sĩ, quái vật hình người, có răng dài ba thước, hình dạng như cái đục hàm xuyên thấu tay cầm thương và khiên là một trong những nhân vật thần thoại của dân tộc hán trung quốc thời cổ đại là quái thú sinh sống ở khu vực đầm lầy phía nam trích trong sơn hải kinh hết giải thích huyết mạch hậu nghệ không phải người người đều có cũng không phải có thể thức tỉnh toàn bộ có người chỉ có thể thức tỉnh một phần ít ỏi thức tỉnh càng nhiều thực lực lại càng cường đại tiếp theo đó người phụ nữ kể cho tôi nghe những chuyện đã xảy ra vào năm đó sau khi tộc tạc sĩ rút lui người phụ nữ đau lòng vì cái chết thảm của chồng và tộc nhân ôm lấy a lê ngồi trong nhà gào khóc. lúc người phụ nữ đang đau đớn khóc lóc, thân niệm của ma đạo tổ sư đã bị phong ấn trong cuộn tranh bằng da thú xuất hiện rồi hóa thành hình người, đột nhiên từ trong bức tranh đi ra ngoài. chồng của bà ấy chính là tộc trưởng của bộ tộc đông di lúc đó, cuộn tranh bằng da thú trong miếu thờ vẫn luôn được bảo quản trong nhà họ. người phụ nữ kinh ngạc một phen, hỏi ông ta là người hay quỷ. ma đạo tổ sư không trả lời bà ấy, chỉ nói với bà ấy con cháu của hậu nghệ không tin tưởng vào nước mắt. Người phụ nữ nói, bộ tộc Đông Di đã cận kề diệt vong, còn có ai đến bảo vệ chúng tôi? Ma đạo tổ sư nói, chính ngươi có thể bảo vệ. Sau đó Ma đạo tổ sư giơ ra một ngón tay điểm giữa lông mày của người phụ nữ, người phụ nữ chỉ cảm thấy đầu óc như muốn nổ tung một trận, trong nháy mắt mất đi ý thức. Chương 178, A lê thức tỉnh 2. Khi người phụ nữ tỉnh lại lần nữa, chỉ cảm thấy toàn thân tràn đầy dũng khí vô tận cầm lên cây cung mà chồng bà ấy để lại, mệnh lệnh cho tộc nhân chế tạo mũi tên cho bà, ngày thứ hai liền đi tìm tộc thú tạc sĩ báo thù. Từ lúc gặp ngươi, ta liền cảm thấy ngươi rất giống ngài ấy. Ngài ấy từng cứu bọn ta lúc tộc ta gặp nguy nan nhất, mà ngươi lại truyền thụ cho bọn ta cách thức tu hành. Ta biết hôm nay ngươi sẽ rời khỏi đây, trước khi ngươi đi ta muốn xin ngươi một việc. Ánh mắt người phụ nữ sáng rực lên nhìn tôi nói, là chuyện gì, tôi hỏi, ta muốn ngươi mang A Lê đi cùng. Người phụ nữ nói, thật ra nhiều năm trước tộc nhân bọn họ đã sớm hiểu ra, nơi này không phải là thế giới hồng hoang mà bọn họ từng sinh sống. Đợi đến lúc linh khí nơi đây cạn kiệt, thế giới này sẽ bị hủy diệt. Tôi hiểu tâm ý của bà ấy, nhưng tôi tới nơi này đều nhiều uy năng của pháp trận, tương lai nếu muốn rời đi cũng phải dựa vào bùa dịch chuyển mà tiên đạo Côn Lôn đã đưa cho chúng tôi, một tấm bùa dịch chuyển chỉ có thể đưa một người ra ngoài. Hơn nữa cho dù đưa được A Lê đi, bên ngoài là lãnh địa của tiên đạo Côn Lôn, bọn họ cũng không cho phép tôi làm như vậy trong lịch sử cũng chưa từng xuất hiện qua tình huống này. Nếu như là vật liệu pháp khí còn được, một người đang sống sờ sờ như A Lê hoàn toàn không cách nào che giấu được. Ta phải làm cách gì mới có thể đưa cô bé ra ngoài được đây? Tôi hỏi, không cách gì có thể mang bất kỳ sinh linh nào ở đây ra thế giới bên ngoài được đâu, nhưng người có thể đưa A Lê đi. Tại sao chứ? Người phụ nữ không trả lời câu hỏi của tôi, ngược lại chuyển ánh mắt dịu dàng sang nhìn A Lê. Con à, khi con sinh ra, cả một khu rừng đều phát ra tiếng thì thầm, vô số âm thanh gào thét tên con. A Lê, phản ứng của A Lê rất kỳ lạ, dần theo lời nói của người phụ nữ, thần sắc trên mặt cô bé càng lúc càng mờ mịt. Với lại, sau đó người phụ nữ không ngừng gọi tên của A Lê, tôi cảm thấy trên người A Lê bắt đầu phát ra một luồng ánh sáng thần thánh. Kèm theo điều này, còn có một khí phách thần uy nhàn nhạt. Khí phách thần uy này, khiến tôi sinh ra tâm thế muốn thần phục. Điều này khiến tôi nhớ lại lúc đầu ở trong huệ tề quán, Cảnh tượng Khương Tuyết Dương mời thần hạ phàm, dư ảnh của Phong thần cũng cho tôi cảm giác y hệt như vậy. Mới đầu tôi còn cảm thấy thân ảnh của A Lê trước mắt tôi đã trở nên cao lớn, rõ ràng chỉ là một cô bé gầy gò 12 tuổi, vậy mà trên tinh thần lại cho tôi một loại cảm giác khiến chúng sinh thần phục. Thậm chí tôi còn cảm thấy, so với Phong thần cô bé càng uy nghi hơn. Người phụ nữ vẫn đang thét gọi tên của A Lê, tiếp đó khung cửa sổ dù không có gió mà lại mở ra, tôi nhìn thấy bên ngoài tập trung rất nhiều người của bộ tộc Đông Di. Trên mặt họ bôi đầy thuốc màu, khuỷu gối quỳ dạp xuống đất, dùng âm thanh thành kính nhất để gọi lớn tên của A Lê. Không chỉ có bọn họ đang gọi tên của A Lê, tôi còn nghe được cả một mảng rừng đang thì thầm. Trong gió truyền đến vô số âm thanh, mỗi một âm thanh đều đang gọi lớn tên của A Lê. A Lê bước ra khỏi căn phòng, đi đến bên ngoài, ngơ ngác ngước lên bầu trời. Bầu trời bị cây rừng che lấp, đáy cốc âm u trong rừng rậm cũng không nhìn thấy được vầng trăng hay vì sao. Nhưng mà, rất nhanh liền có hào quang xuất hiện từ trên người A Lê. Ánh sáng ôn hòa, tựa như tia sáng ban mai lúc bình minh. Nhìn thấy ánh sáng chói trang ôn hòa đó, người của bộ tộc Đông Di bắt đầu rơi nước mắt. Tôi hiểu ý nghĩa tên của A Lê rồi, A Lê, Lê Minh Chi Quang, sinh mệnh Chi Thần Hy. Nghĩa là ánh sáng của bình minh, ánh nắng ban mai của sinh mệnh. Tôi biết, ý chí của vị thái cổ ma thần bị thiên đạo phong ấn trong huyết mạch hậu nghệ nằm trên người A Lê đã thức tỉnh rồi. Gọi là ma thần, nhưng tôi lại không cảm nhận được trên người của A Lê có một chút tà ác nào cả. Thắng làm vô thua làm giặc, bại dưới thiên đạo đều bị xưng thành ma thần. Ý chí mới thức tỉnh, tuy rằng thần thánh, nhưng vẫn yếu nhược như trước. Tựa như một ngọn đèn dầu trong u tối, chỉ một chút bất cẩn sẽ triệt để bị dập tắt. Ánh mắt của A Lê trong suốt và sán lạn, tràn chứa lòng từ bi. Thế giới này, ta từng đến đây, A Lê nói, tôi vốn dĩ có thể khống chế cảm xúc của bản thân, nhưng khi nghe cô bé nói xong câu này, đột nhiên lệ rơi đầy mặt. Tôi nhớ đến ma đạo tổ sư ở trong quan tài chấn hồn, một bước mà ông ta hướng đến lại là tan biến mãi mãi. Vị thái cổ ma thần bị thiên đạo tiêu diệt trước mắt này, còn có thể dựa vào ý chí thức tỉnh phong ấn trong huyết mạch, nhưng tôi lại vĩnh viễn không có cách nào có thể nhìn thấy ma đạo tổ sư. Đối với người đàn ông đã từng pháp truyền lục đạo, lưu lại vô số những dấu vết không thể phai mờ trong tam giới, tôi cũng rất muốn nghe ông ta nói câu thế giới này ta từng đến đây chương 179, bí cảnh quay về một. Tôi ngước nhìn A Lê bên trong vầng sáng rực rỡ, mà cô bé cũng đang nhìn về phía tôi. Vẫn là dáng người gầy gò nhỏ bé, bởi vì sống trong bóng tối không tiếp xúc ánh mặt trời nên da rất trắng, nhìn có vẻ dù quật cường nhưng cũng khiến người khác thương yêu. A Lê bước từng bước tiến về phía tôi, theo nhịp bước chân của cô bé, thân thể cô bé cũng càng lúc càng huyền ảo mơ hồ. Đợi đến khi cô bé tới bên cạnh tôi, chỉ còn lại một tia sáng nhàn nhạt. nhạt đứng trước mặt tôi a lê hơi trần trừ do dự một chút lại quay đầu nhìn tộc nhân của cô bé một cái sau đó hóa thành một vầng hào quang hòa vào trong cơ thể tôi tôi chỉ cảm thấy thức hải rầm vang một tiếng chấn động dữ dội không khác gì trời long đất lở lại giống như trong thời hỗn độn khai thiên lập địa cảm giác kỳ lạ này đầu tiên khiến tôi nghĩ tới huyền quan tôi vội vã ngồi xếp bằng trên mặt đất cảm nhận mỗi một chi tiết biến hóa bên trong cơ thể truyền tới tôi để chống tâm cảnh quên đi sự tồn tại của bản thân không biết qua bao lâu, trong thức thần của tôi xuất hiện một không gian mù mờ. Mà chỗ không gian này chính là huyền quan của tôi. Vốn dĩ chân khí của tôi đã vô cùng dày đặc, chỉ kém một cơ duyên liền có thể khai mở huyền quan, mà bây giờ A Lê đã mang cơ duyên đến cho tôi. Huyền quan của mỗi người khai mở ra đều không giống nhau, có những người thì rất nhỏ chỉ có chu vi mấy tấc, có những người lại rất lớn ngang dọc tầm mười mấy dặm. Nghe nói huyền quan của ma đạo tổ sư khi mới khai mở ra liền tự lập nên một phương thế giới. Mà bây giờ sương mù dày đặc che đậy đi tất cả, tôi không nhìn thấy gì hết, cũng không biết huyền quan của tôi to hay nhỏ. Theo đó tâm cảnh của tôi càng lúc càng thêm trống rỗng, sương mù bắt đầu phân thành hai luồng khí trong lành và hôi thối. Không khí trong lành lên cao, hóa thành màn trời, không khí hôi thối hạ xuống, hóa thành mặt đất. Phân rõ hai luồng không khí trong lành và hôi thối xong, tôi bắt đầu quan sát xung quanh. Khắp nơi mênh mông mù mịt nhìn không thấy gì cả, không biết trời cao bao nhiêu cũng không biết đất dày bao nhiêu huyền quan mới thành, trong đó chỉ có chân khí rồi rào, không có sự tồn tại của vạn vật, nhưng mà huyền quan của tôi vừa mới hình thành liền có được một thứ. Một lá cờ chiêu hồn đen nhánh cắm giữa trung tâm mặt đất, bên trên có viết một chữ ma khổng lồ. Lần trước lúc tôi luyện hóa anh Linh Đan, lá cờ chiêu hồn mà mệnh cách thất sát diễn hóa ra đã từng xuất hiện qua trong thức hải của tôi, bây giờ nó lại xuất hiện trong huyền quan của tôi. Tôi thử dùng thức thần đi cảm nhận nó, vừa mới đến gần, liền cảm giác được một luồng sát cơ hủy diệt vô cùng cường đại cờ chiêu hồn được mệnh cách thất sát luyện ra, thất sát là tên giặc mang lại tai họa cho thế giới vạn cổ đệ nhất sát tinh, lấy đạo hành bây giờ của tôi, muốn sử dụng nó thì vẫn còn lâu lắm mới làm được. Tôi nghĩ đến Ale, bắt đầu tìm kiếm sự tồn tại của cô bé trong huyền quan của tôi. Ale lấy sức mạnh ý chí của Thái cổ ma thần để giúp tôi khai mở huyền quan, sau đó liền không nhìn thấy trong huyền quan của tôi. Giờ phút này huyền quan của tôi đã phân ra thành trời và đất, cô bé cũng nên hiện hình rồi. Tôi không tốn nhiều sức lực thì đã nhìn thấy cô bé, chính tại nơi cách cờ chiêu hồn không xa. Lúc này A Lê đã không còn thần uy, biến trở lại thành cô bé tộc Đông Di 12 tuổi, đầy cảnh giác nhìn cờ chiêu hồn. "A Lê, là ta đây." Tôi lấy thần thức giao lưu với cô bé. A Lê mới đầu bị dọa giật mình một chút, sau khi nghe thấy âm thanh của tôi, liền vội hỏi tôi nơi đây là chỗ nào. Tôi nói với cô bé nơi này là thế giới huyền quan của tôi, bảo cô bé không cần sợ hãi đợi tôi ra khỏi bí cảnh sẽ nghĩ cách đưa cô bé ra ngoài huyền quan là thế giới bên trong bình thường sẽ không có liên hệ gì với thế giới bên ngoài a lê muốn ra khỏi nơi này trừ khi cô bé làm giống như cách cô bé làm lúc vào đây tách sức mạnh ý chí của thái cổ ma thần ra nếu không chỉ dựa vào mỗi đạo hành hiện giờ của tôi vẫn không có cách nào đưa cô bé ra ngoài được nhưng mà có lẽ khương tuyết dương có cách ô a lê không sợ đại ca ca lúc anh đi hãy nói với a ma ta sẽ chăm sóc tốt cho bản thân bảo bà ấy không cần lo lắng cho ta. A lê bĩu môi nói, nhắc tới a ma liền rơi nước mắt. ừ, ta sẽ nói. nhìn thấy a lê bình an vô sự, tôi cũng yên tâm rồi. ngay sau đó tôi bắt đầu thu hồi tất cả thần niệm lưu lại trong huyền quan, đẩy lùi thức thần ra khỏi huyền quan, quay trở về trong bổn tôn lần nữa. người phụ nữ và người của tộc đông di đều đang nhìn tôi. tôi nói với họ rằng a lê hiện giờ vẫn ổn, đợi sau khi tôi ra ngoài nhất định sẽ chăm sóc tốt cho cô bé. Tôi thấy thần sắc của mỗi người bọn họ đều mệt mỏi, liền hỏi họ lần này tôi nhập định mất bao lâu rồi. Đã qua ba ngày rồi, người phụ nữ nói, cái gì cơ, tôi ngạc nhiên một phen. Khảo nghiệm sinh tồn của bí cảnh tuyết vực chỉ có bảy ngày, bây giờ đã trôi qua mười ngày rồi, Khương Tuyết Dương ở bên ngoài không biết đang lo lắng cho tôi như thế nào nữa. Nghĩ đến điều này, tôi vội vàng từ biệt người phụ nữ, sau đó tìm một chỗ đất trống trải bóp nát bùa dịch chuyển. May mà, cái bùa dịch chuyển của tiên đạo côn lôn sau khi kích hoạt sẽ còn duy trì một khoảng thời gian, đến giờ vẫn chưa có mất hiệu lực. tám 180, bí cảnh quay về, hai Sau khi bùa dịch chuyển bị bóp nát, người tôi bị sức mạnh thời không bùa vây, ngũ cảm lục thức bị niêm phong, cả người ngay lập tức chìm sâu vào trong bóng tối vô tận. Đợi đến khi tôi tỉnh lại lần nữa, người đã xuất hiện trong pháp trận dịch chuyển, vừa mở mắt liền nhìn thấy sư phụ tôi Khương Tuyết Dương. Lúc này sắc trời đã tối, toàn thân cô ấy đều là hạt tuyết, mái tóc thanh tú đều đã bị hoa tuyết phủ trắng. Tạ Lan, tôi biết mà, cậu nhất định sẽ quay trở lại. Khương Tuyết Dương mỉm cười nói, vừa nói xong câu này, cô ấy nhanh chóng quay mặt đi. Cho dù động tác rất nhanh, tôi vẫn phát hiện ra giọt nước mắt long lanh lướt qua trong mắt của cô ấy. Pháp trận dịch chuyển này nằm tại bí cảnh tuyết vực, không giống như tiên khí lượn lờ quanh năm bốn mùa như xuân ở tổ đình tiên đạo, mà là trời đông gió tuyết. Lúc này xung quanh pháp trận dịch chuyển ngoài đệ tử giữ cửa của tiên đạo côn lôn ra, thì chỉ có mỗi mình Khương Tuyết Dương. Tuyết bao phủ chưa tới đầu gối cô ấy, mà bên cạnh cô ấy không có một dấu chân nào. Có thể thấy được, cô ấy đã ngây ngốc đợi tôi ở đây bao lâu rồi, lại vừa lo lắng cho tôi bấy nhiêu. Lòng tôi rất cảm động, nếu không phải lo ngại luân lý sư đồ, lại cố kỵ đệ tử tiên đạo đang đứng xung quanh, tôi thật sự muốn ôm lấy cô ấy vào lòng. Bây giờ cậu ra ngoài rồi, cũng không tính là muộn, nếu trễ thêm một ngày, thì tôi thấy tiên tử côn lôn xinh đẹp không có duyên với cậu rồi đó. Khương Tuyết Dương nói, sư phụ, bây giờ đã tiến hành đến cửa ải nào rồi? Ngày mai chính là ngày cuối cùng của khảo hạch tiên đạo rồi đó. Vậy vẫn còn kịp, Khương Tuyết Dương nói với tôi, lần này hơn 700 vị đệ tử nhân đạo đi vào trong bí cảnh tham gia khảo nghiệm sinh tồn, chỉ còn lại không đến 100 người sống sót trở ra ngoài. Toàn chân giáo chúng tôi, tính thêm tôi cũng chỉ có 3 người còn sống. Tôi nghe xong thì sướng sờ, tuy rằng sớm biết sự tàn khốc của côn lôn trọn rể, nhưng cũng không nghĩ tới lại thảm thiết đến vậy. Đệ tử nhân đạo hy sinh trong lần này, chỉ có một phần rất nhỏ là bị ma thú ở trong đó giết chết, đa số đều chết trong tay người đồng đạo. Một là vì, Khương Tuyết Dương và Phủ Thiên Sư phân tranh, hai bên độc chiếm riêng cả một nửa giang sơn đạo môn, vốn dĩ rất dễ xảy ra xung đột. Hai là vì, Côn Lôn Tiên Tử ở đời này quả thực có được dung mạo làm chúng sinh điên đảo. Từ xưa ngôi nhà ấm áp là mồ chôn của anh hùng, anh hùng phẫn nộ vì hồng nhan. Đừng nói vốn dĩ đã là thế lực đối địch, cho dù là đồng môn xuất sư cũng sẽ thành huynh đệ tương tàn so với cảnh tượng tranh cái ồn ào trước khi bước vào bí cảnh tiên đạo côn lôn bây giờ yên tĩnh hơn rất nhiều tử thương nghiêm trọng như thế đà kích này đối với nhân đạo thật quá lớn phong cảnh côn lôn có đẹp đến đâu cũng không còn ai có tâm trạng thưởng thức nữa quay về chỗ ở tôi gặp được hai vị sư huynh của toàn chân giáo bọn họ nhìn thấy tôi trên mặt liền lộ ra thần sắc vô cùng kinh ngạc lúc trước bọn ta còn đến khuyên khương hành tẩu mấy lần cô ấy vẫn cố chấp muốn đứng ở đó đợi đệ nói đệ nhất định sẽ ra khỏi chỗ đó người nói lời này tên là lâm phi là cao thủ cảnh giới huyền quan của toàn chân giáo khương hành tẩu ba ngày không ăn không uống không động đậy chỉ vì đợi ngươi tạ lan khảo hạch của tiên đạo vào ngày mai ngươi nhất định phải giành được vinh quang về cho cô ấy đó người này chính là một trong hai vị lão đạo mà khương tuyết dương từng chiêu chọc tên là hồ tử chi đạo hành của đệ kém cỏi không bằng lâm sư huynh và hồ sư thúc dành được vinh quang cho toàn chân giáo vẫn phải nhờ cậy vào hai vị mới đúng nha tôi vừa nói câu này trên mặt hai người họ lập tức lộ ra thần sắc vô cùng cổ quái khụ khụ sư đệ chắc là vẫn chưa biết hai người bọn ta đã bị loại rồi khuôn mặt già nua của hồ tử chi đỏ ửng nói hư ai ngờ khảo hạch của tiên đạo lại xảo quyệt đến vậy không kiểm tra tu vi đạo pháp chỉ đánh giá tâm cảnh lâm phi rất căm hận nói nghe bọn họ nói xong tôi mới biết Khảo hạch lần này của Tiên Đạo Côn Lôn vậy mà lại được tiến hành trong Động Tâm Ma. Đạo môn có cách nói Trảm Tam Thi, Động Tâm Ma này từng là nơi cao nhân tiên đạo dùng để loại bỏ tâm ma. Bên trong lục dục mơ mơ màng màng, toàn bộ là ảo ảnh tâm ma. Bởi vì người tham gia khảo hạch lần này đều không có ai ngưng tụ ra nguyên thần, mà thức thần lại không có cách nào thoát khỏi sự trói buộc của tình cảm và dục vọng, sau khi đi vào Động Tâm Ma rất nhanh sẽ mất đi tâm trí. Nhẹ thì còn có thể chủ động rút lui kịp thời, nặng thì đạo tâm sụp đổ một thân tu vi biến thành số 0. Ba ngày vừa qua, người có thể thông qua khảo hạch chỉ có vỏn vẹn mười mấy người, đều là thiên kiêu tuấn kiệt của mỗi đạo chính tông dốc lòng bồi dưỡng ra. Chào hỏi hai vị đệ tử toàn chân giáo xong, tôi theo Khương Tuyết Dương đi đến phòng của cô ấy, kể cho cô ấy nghe những chuyện tôi đã trải qua trong bí cảnh tuyết vực. Lúc tôi nhắc tới việc ma đạo tổ sư từng đến bí cảnh tuyết vực, cô ấy hình như không hề ngạc nhiên, giống như đã sớm biết được việc này. Nhưng mà đến khi tôi kể tới A Lê, Khương Tuyết Dương lộ vẻ xúc động kính nể. Cậu nói bây giờ cô bé đang ở trong huyền quan của cậu sao? Vâng, tôi còn muốn hỏi sư phụ làm cách nào mới có thể đưa cô bé ra ngoài. Trước tiên đừng động đến cô bé, bây giờ cậu căn bản không thể bảo vệ được cô bé. Ban đầu mà đạo tổ sư đến bí cảnh tuyết vực chính là vì cô bé, có điều không ngờ việc mà ông ta không làm được, nhưng cậu lại làm được rồi. chương 181, kẻ sắp phải chết một. Mà đạo tổ sư rất hiếu kỳ về nguồn gốc sức mạnh của những anh hùng hồng hoang, ông ta không đồng tình với cách nói về linh khí. Giống như việc lên núi săn mặt trời của khoa phụ, hậu nghệ, lôi trạch, côn bằng, phượng hoàng bất tử, sự tồn tại của những truyền thuyết này tuyệt không phải chỉ dùng vỏn vẹn từ linh khí là có thể giải thích được đâu. Ma đạo tổ sư luôn không ngừng tìm hiểu về điều bí ẩn của hồng hoang, cuối cùng ông ấy nhận ra sự tồn tại của thái cổ ma thần, bắt đầu tìm kiếm tàn tích hồng hoang trên khắp thế giới để xác minh suy đoán về huyết mạch của ông trong tuyết vực bí cảnh mà đạo tổ sư thường xuyên thử thức tỉnh ý chí của thái cổ ma thần từ huyết mạch bị phong ấn bên trong hậu nghệ nhưng đáng tiếc là cho đến khi đại chiến phong thần bùng nổ ông ấy vẫn chưa làm được sư phụ tại sao mà đạo tổ sư lại muốn thức tỉnh ý chí của thái cổ ma thần vậy đạo môn lấy thực lực làm trọng thân là kẻ mạnh nhất sẽ vĩnh viễn không bao giờ buông bỏ việc theo đuổi sức mạnh thái cổ ma thần đã từng cùng thiên đạo tranh phong đạo tổ là muốn hiểu rõ bọn họ từng tồn tại như thế nào đó thật ra có những lời khương tuyết dương không nói cho tôi biết lúc đó mà đạo tổ sư muốn thức tỉnh ý chí của thái cổ ma thần không chỉ là để theo đuổi sức mạnh mà ông ấy đã dự cảm được thiên đạo muốn động thủ với ông rồi chỉ là không biết rằng phong ấn bên trong cơ thể của a lê lại là vị thái cổ ma thần kia tôi nói cậu nói lúc đó a lê đã cho cậu cảm giác giống như ánh nắng ban mai tôi đoán rằng vị thái cổ ma thần này có lẽ có liên quan đến ánh sáng ý chí của ánh sáng thể hiện ở việc sức mạnh bên trong huyết mạch sẽ biến thành tốc độ mà hậu nghệ đã chứng minh điểm này bằng mũi tên của họ. Tôi cũng cảm thấy có lẽ là như vậy, trên thế giới không gì có thể nhanh bằng ánh sáng. Hậu nghệ lưu lại thần thoại và truyền thuyết bắn hạ mặt trời, nó cho thấy mũi tên ông ấy đã vượt xa cả tốc độ ánh sáng. Kiếm chính là binh sát phạt, mượn kiếm nhập đạo hành đều là con đường sát hại hủy diệt, mà đạo tổ sư cũng không ngoại lệ. Nếu như lúc đó mà đạo tổ sư gặp được A Lê, giành được cơ duyên thăng cấp tốc độ, thật khó tưởng tượng được ai có khả năng làm đối thủ của ông ấy, bởi vì lúc ấy kiếm khí của ông ấy đã đạt đến cảnh giới bất khả chiến bại cực đại rồi tạ lan a lê rất quan trọng với cậu tuyết vực bí cảnh tồn tại vô số cơ duyên chỉ là không ai có thể ngờ đến a lê mới chính là cơ duyên lớn nhất mà thôi đợi a lê trưởng thành rồi cậu có thể từ cô bé học được cái gọi là tốc độ tuyệt đối nghĩ đến a lê tôi có chút đau lòng cho cô bé cô bé đã bỏ lại tộc nhân của mình cùng tôi rời khỏi tuyết vực bí cảnh mà tôi chỉ có thể giữ cô bé trong huyền quan của mình bên trong huyền quan của tôi trống rỗng cái gì cũng không có cô bé chẳng qua chỉ là một đứa nhóc cô đơn lẻ loi ở trong đó thật sự rất đáng thương nhưng bây giờ tôi lại không thể mang cô bé ra ngoài được nhân gian hiện tại đã không còn tồn tại bất cứ mối quan hệ nào với hồng hoang cả hơn nữa ý chí của thái cổ ma thần trên người a lê đã từng sống lại một lần những điều này đều là cấm kỵ của tiên đạo nếu như bây giờ tôi mang cô bé ra ngoài một khi để người của côn lôn tiên đạo biết được nhất định sẽ dùng mọi thủ đoạn để diệt trừ a lê mà hiện tại tôi lại không có thực lực bảo vệ cho cô bé. Nói xong chuyện của A Lê, Khương Tuyết Dương bắt đầu cùng tôi bàn về việc côn lôn kén rể. Cô ấy nói lần côn lôn kén rể này rất khốc liệt, gây ảnh hưởng tiêu cực cực kỳ lớn đến đạo môn. Nếu như tôi là người thắng cuối cùng, tổn thất của nhân đạo chỉ có thể dùng từ thê thảm để hình dung mà thôi. Cứ chờ đi, đợi sau khi côn lôn kén rể kết thúc, Thùy Họa nhất định sẽ có hành động cho mà xem. Khương Tuyết Dương nói, cô ấy sẽ trực tiếp tuyên chiến với đạo môn ư tôi hỏi sẽ không đâu bởi vì cô ấy muốn động thủ mục tiêu đầu tiên có lẽ là âm ti cậu đừng quên bạch lão quỷ đến nay vẫn luôn ở trong thành chết oan thùy hỏa muốn phát binh không thể không có sự giúp đỡ của bạch lão quỷ đâu khương tuyết dương nói lúc thùy hỏa vẫn chưa thức tỉnh túc mệnh phá quân bạch lão quỷ luôn là người phụ trách chủ tính điều động đệ tử của ma đạo trên nhân gian mà bạch lão quỷ cũng vì vậy mới bị đạo môn và âm ti tưởng nhầm là tham lang chuyển thế thậm chí đến tùy Hòa cũng hoài nghi bạch lão quỷ chính là tham lang của ma đạo, nếu không vào tiết hạ nguyên cô ấy cũng đã không một thân một mình ninh chiến với thiên hạ đạo môn rồi. Sư phụ, rốt cuộc thì bạch lão quỷ là ai vậy? chương 182, kẻ sắp phải chết hai. Cung điện vô danh có tham lang bày mưu lập ghế, phụ tá, hữu bí, tham mưu trưởng, tôi vẫn chưa thực sự tiếp xúc qua bạch lão quỷ, thực tại không đoán ra ông ấy là truyền nhân của ai, nhưng tôi có thể biết được động cơ ông ấy giả mạo tham lang. Khương Tuyết Dương nói, ban đầu là bạch lão quỷ toan tính mệnh cách thất sát, sau đó lại thức tỉnh túc mệnh phá quân của Hoàng Hà Nương Nương, chín ngôi sao sớm hội tụ mà tham lang lại trì trệ không hiện thân, ông ấy chỉ có thể thả con tép bắt con tôm, muốn dẫn dụ tôi ra ngoài. Đáng tiếc, ông ta chỉ hiểu về chiêm tinh lại không nhìn thấu thiên cơ. Ngày thứ hai, tôi cùng Khương Tuyết Dương đi đến Động Tâm Ma để tham gia đánh giá khảo nghiệm do Côn Lôn Tiên Đạo chủ trì. Động Tâm Ma nằm ở cung Côn Lôn Thiên Huyến, tổng cộng có 9 tầng, lệnh bài thông quan được giấu ở tầng thứ 9 dưới đáy động. Trên thực tế thì ba ngày trước, đệ tử đạo môn về cơ bản đều đã hoàn thành việc đánh giá rồi, sở dĩ có thêm một ngày, là bởi vì võ đang có một đạo sĩ tên gọi từ song vẫn đang nghiến răng kiên trì trong động tâm ma. Võ đang từ sau khi vị thiên hạ hành tẩu trước đó bị tổn thương, liền không chọn ra thiên hạ hành tẩu mới nữa, từ song chưa đến 30 tuổi đã tu đến đỉnh cao huyền quan rồi, là người có khả năng được chọn làm thiên hạ hành tẩu nhất. Người này sát tính từ trong xương máu, khi khảo nghiệm trong Tuyết vực bí cảnh đã tàn sát người trong đạo môn lên đến hơn 10 mạng. Không biết đã kết xuống huyết hải thâm cử với bao nhiêu đạo thống rồi, trước mắt là toàn chân giáo của bọn tôi có 6 người chết trong tay hắn ta. Có người nói, Sở Dĩ Từ Song không chịu rời khỏi tầng thứ 9 của động tâm ma, là do muốn ở trong đó cố gắng ngưng tụ nguyên thần. Hắn ta mang một thân nợ máu, nếu như tu vị vẫn chỉ ở cảnh giới huyền quan, sợ là chưa xuống khỏi núi côn lôn thì đã bị người khác giết chết rồi. Giả như hắn có thể ngưng tụ nguyên thần, võ đang buộc phải chọn hắn làm thiên hạ hành tẩu mới, lúc đó không thua gì một kim bài miễn tử vậy. Bởi vì thiên hạ hành tẩu chính là bộ mặt của đạo thống, ai muốn giết hắn, chẳng khác nào kết thù với toàn bộ núi võ đang. Chỉ là trong thời đại mạt pháp cơ duyên mong manh, mặc dù thế giới ngoài kia vốn đã khó ngưng tụ ra nguyên thần, trong tầng 9 của động tâm ma này thần thức bị tàn phá thì lại càng khó khăn hơn nữa. Tôi vốn cho rằng sau Lữ Thuần Tiên chín lần cố gắng ngưng tụ nguyên thần đã là gã điên của đạo môn rồi, không nghĩ đến từ song này so với hắn ta còn điên loạn hơn. Trên đường đi đến cung thiên huyến, Khương Tuyết Dương cũng cùng tôi nói về từ song, cô ấy nói tuy từ song cuồng vọng nhưng hắn lại không phải kẻ ngốc, trái lại hắn cực kỳ thông minh. Ở tầng 9 của động tâm ma ngưng tụ nguyên thần, lẽ nào hắn không sợ thức thần sẽ bị tiêu hủy trước sao? Tôi hỏi, đây chính là điểm thông minh của hắn, Tâm ma ở tầng thứ 9 lớn mạnh đến nỗi có thể cướp đoạt đi tâm trí của con người, được tính là thần thức bị hủy diệt, từ song chẳng qua cũng là dẫn quỷ nhập thân tuyệt sẽ không trở thành phế nhân. Sau khi dẫn quỷ nhập thân hắn ta há không phải cũng trở thành quỷ sao? Tôi lại hỏi tiếp, cái này thì cần phải xem xem giữa nguyên thần được ngưng tụ ra và tâm ma cái nào yếu cái nào mạnh rồi. Nguyên thần mạnh thì chém quỷ nhập đạo, tâm ma mạnh thì tiêu đạo nhập quỷ. Người này sát tính nhập cốt Tôi dám cam đoan rằng cuối cùng nguyên thần của hắn ta sẽ thắng cho xem. Khương Tuyết Dương đoán không sai, lúc chúng tôi vừa đến cung Thiên huyễn, liền nghe người của võ đang đang hoan hô vui mừng từ xong thành công ngưng tụ ra nguyên thần. Hắn là người cuối cùng tham gia khảo nghiệm, sau khi hắn bước ra liền có người của côn Lôn Tiên Đạo chuẩn bị phong ấn động tâm ma. Chậm đã, toàn chân giáo của tôi vẫn còn một đệ tử chưa tham gia khảo nghiệm. Khương Tuyết Dương vừa dứt lời, toàn bộ người tại hiện trường đều nhìn về phía tôi. Thời gian khảo nghiệm sinh tồn ở Tuyết vực bí cảnh là 7 ngày, mà tôi lại ngây ngốc ở bên trong tận 10 ngày. Cơ hồ tất cả mọi người đều nghĩ rằng tôi đã chết ở trong đó rồi, cho nên nhìn thấy tôi sống sờ sờ đứng tại đây, bọn họ đều cảm thấy không thể tin nổi. Lúc này Từ Song vẫn đứng tại cửa động tâm ma, vừa vặn chắn ngay con đường tôi đang đi xuống. "Nếu ngươi có thể lấy được sấm quan lệnh, hãy cầu nguyện ngươi sẽ không gặp ta quá sớm trong trận đấu pháp ngày mai đi." Từ Song lạnh lùng nói, ánh mắt mang theo sát ý không che đậy. Tại sao? Tôi hỏi, bởi vì ta sẽ giết ngươi. Lời này của từ song quá kiêu căng rồi, hơn nữa còn nói cho tôi nghe trước mặt Khương Tuyết Dương, rất rõ ràng là hắn không sợ đắc tội với Khương Tuyết Dương. Toàn chân và Phủ Thiên Sư xé toạc toàn bộ đạo môn, Mao Sơn đứng về phía Phủ Thiên Sư, Lào Sơn phái đứng về phía Toàn chân giáo, chỉ có võ đăng là vẫn luôn không tỏ thái độ. Từ thái độ của hắn ta đối với tôi mà nói, sợ là võ đăng đã quyết tâm đứng cùng một phía với Phủ Thiên Sư rồi chỉ đáng tiếc là từ song không biết rằng khương tuyết dương căn bản nào có để ý đến vận mệnh tương lai của toàn chân giáo tốt lắm trương nhược hư đến nay vẫn không dám gặp ta ngươi lại dám ở trước mặt ta dọa giết tạ lan dũng khí rất đáng khen ngợi khương tuyết dương liếc nhẹ từ song nói ta tất nhiên hiểu rõ bổn sự của khương hành tẩu chỉ là không biết ngươi và côn lôn tiên tử ai mạnh ai yếu đây từ song ngữ khi ung dung nói ô nghe ý trong lời nói của ngươi ngươi chắc chắn cưới được côn lôn tiên tử rồi Khương Tuyết Dương cau mày hỏi, ha ha, ở dưới nguyên thần, tất cả đều là kiến. Nói xong câu này, từ song bước từng bước lớn rời khỏi, chỉ để lại bóng lưng của kẻ sắp phải chết. chương 183, Dư Tử Thành Thuyết một Tâm ma trong động tâm ma đối với những đệ tử đạo môn khác mà nói là một khảo nghiệm gay gắt, nhưng đối với tôi thì lại vô dụng. Nguyên thần không sợ tâm ma, tôi không có nguyên thần, nhưng lá cờ chiêu hồn trong huyền quan của tôi tương đương như nguyên thần vậy. Chỉ cần nó vẫn đứng yên vững vàng, bất kỳ tâm ma nào cũng không thể quấy nhiễu tâm trí của tôi đâu. Tôi đi từ tầng đầu tiên xuống đến tầng cuối của động tâm ma, giữa đường không hề dừng lại một lần nào. Hàng ngàn hàng vạn tâm ma ảo ảnh như mây lướt qua bồng bềnh trước mắt tôi, đừng nói là mê loạn tâm trí tôi, đến cả cơ thể của tôi bọn chúng cũng không dám đến gần. Tuy nhiên ở tầng thứ 9 của động tâm ma, tôi đã gặp cửa ải khó khăn, tâm ma đọc được điểm yếu của tôi, hóa ra tướng mạo của Thùy Hòa. Dù biết rõ đó là ảo giác, nhưng tôi vẫn chăm chú quan sát cô ấy. Cô ấy mặc một thân áo giáp đen huyền, đầu đội mũ lông chim trĩ, trên lưng mang bốn lá cờ, tay cầm đao lưỡng đoạn, đứng đó lạnh lùng nhìn tôi. Tôi bước về phía cô ấy, càng đi càng gần, nhưng nét mặt của cô ấy đến một chút biến hóa cũng không có, vẫn hở hững trước sau như một. Điều này không giống với những tâm ma khác, ngay cả cờ chiêu hồn của tôi cũng không có tác dụng với nó. Rất rõ ràng, tâm ma này không phải đến từ động tâm ma, mà là đến từ nội tâm của tôi, cô ấy luôn được giấu kín trong lòng tôi. Tôi lặng lẽ quan sát cô ấy, ký ức từ đâu ập đến. Cái nhìn rực lửa trên bờ sông Hoàng Hà, bốn nén nhang trên bàn thờ cổ, thiếu nữ lâm ra 400 năm trước, lời thề lúc bái thiên địa, lời bày tỏ vào đêm trước đàm cửu long, nhẩm tính thời gian, đã hơn 2 năm tôi và Thùy Hỏa không gặp nhau rồi, thời khắc này dẫu biết cô ấy chỉ là ảo ảnh, nhưng vẫn không tự chủ được muốn nói với cô ấy một câu, tôi rất nhớ em. Trước đó, sự xa cách lớn nhất mà tôi dành cho Thùy Hỏa là ở chỗ người mà cô ấy muốn gả không phải là tôi, mà là ma đạo tổ sư trước kia, bởi vì phá quân tiền kiếp đã xác định sẽ vì ma đạo tổ sư mà độc thủ cả đời. Đây là điểm tồn tại tâm ma của tôi, tôi cứ nghĩ rằng mình đã cắt đứt tâm ma này rồi, nhưng nhìn thấy cô ấy xuất hiện ở đây, tôi mới biết rằng mình chưa làm được điều đó. Ngày đó ở vương gia, Khương Tuyết Dương không muốn tôi phụ thủy họa, sau đó tôi liền hỏi về việc của ma đạo tổ sư và phá quân. Mặc dù Khương Tuyết Dương xưa nay luôn lý trí, nhưng khi nói về quá khứ của họ vẫn mang cảm giác thương cảm vô tận. Tuy ma đạo tổ sư thiên bẩm mộ đạo cực cao, lại vì không nguyện ý giữ giới và chấp nhận kinh sách, bất luận là tiên đạo hay nhân đạo đều không cho ông nhập môn. Ông ấy chỉ còn cách lén tu hành thông qua những dị chuyện trong đạo tàng được lưu truyền trên phố mà thôi, sau đó dựa vào trí tuệ vĩ đại từ từ nghiệm ra. Xong, cuối cùng ông lại chính là nhân vật làm kinh ngạc toàn bộ đạo môn, mặc dù không có thầy chỉ dạy, mà đạo tổ sư vẫn mượn kiếm nhập đạo ở tuổi 18. Sau đó cầm thanh kiếm hành tẩu nhân gian, chảm tà túy diệt vong hồn pháp truyền lục đạo phụ thân của phá quân là đại tướng trấn thủ biên phòng của loài người khi mẫu thân mang thai cô ấy thường xuyên cùng quân xuất trinh đã quen với cảnh thấy đao quang huyết ảnh phá quân trời sinh đã có thể điều khiển sức mạnh kim canh sau khi lớn lên dựa vào thanh đao lưỡng đoạn trong tay cùng với phụ thân thống lĩnh quân đội chấn giữ thành thải vân ở phía tây nam của tộc người thời đại hỗn loạn đạo pháp mới nhen nhóm thiên đạo vô minh vạn tộc hỗn chiến nhân tộc chém giết lẫn nhau năm đó thiên phạt giáng thế trong hàng trăm nghìn ngọn núi ở nam cương yêu thú tràn ra như vũ bão quần ma loạn vũ điên cuồng xâm chiếm lãnh địa loài người thành thải vân là trọng địa biên phòng của loài người đứng trên đầu sóng ngọn gió bị quái thú vây khốn tính mạng của hàng trăm nghìn bách tính trong thành đang gặp nguy hiểm bởi vì là thiên phạt giáng thế nhân và tiên hai đạo đều không ra tay ngăn chặn đại nạn này ma đạo tổ sư lúc đó đang truyền đạo ở vùng đất hoang vu phía tây bắc sau khi nghe tin thành thải vân bị vây khốn không quản đường xa cầm kiếm đi thẳng đến thành Thải Vân. Lúc đạo tổ đến thành Thải Vân, thành Thải Vân đã bị quái thú phá tan, bách tính trong thành phải chịu sự tàn sát giết hại của quái thú, trở thành con mồi của bọn chúng. Mà đạo tổ sư lần đầu chứng kiến cảnh tượng cực kỳ bi thảm như thế này, thành phố nhuốm máu, không thấy xương, bị áp bức bởi khí thế ngang tàn của quái thú, bình sinh đây là lần đầu ông cảm thấy sợ hãi như vậy. Ngay lúc này, ông đột nhiên cảm nhận được một luồng khí sát phạt bẩm sinh canh kim hùng vĩ vô song, sau đó ông trèo lên và nhìn ra ngoài phát hiện trong đội quân quái thú hùng dũng có một thiếu nữ dáng người mảnh khảnh đang vung cây đao lớn trong tay chiến đấu đẫm máu bên cạnh người thiếu nữ ấy hai cốt đã chất thành núi